Chương 861. Không được nổ súng, không được nổ súng. Vào đúng lúc Tiêu Chính Văn muốn nổ súng, ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp gáp. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo đại cán, xông thẳng vào, ngăn cản trước mặt Tiêu Chính Văn, hổn hển la lớn, chủ soái Tiêu, xin hãy dừng lại. Xin hãy nể mặt kẻ hèn này mà tha cho anh cả tôi, tha cho nhà họ Hồng. Chỉ cần chủ soái Tiêu nương tay, nhà họ Hồng tôi nhất định sẽ làm tròn bổn phận, làm việc thận trọng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, hỏi ngược lại ông là ai? Người đàn ông đó vội trả lời, chủ soái Tiêu, tôi là Hồng Lập Lượng, là ông tư của nhà họ Hồng, đang giữ chức phó tổng tư lệnh thứ ba của văn phòng hành chính tổng hợp Hoa Quốc. Phó tổng tư lệnh thứ ba của văn phòng hành chính tổng hợp. Nghe thấy thân phận của đối phương, Tiêu Chính Văn liền nhướng mày. Hồng Lập Lượng cũng lo lắng tới mức chảy mồ hôi lạnh trên trán, nịnh hót cười nói, chủ soái Tiêu, mọi việc chỉ là hiểu lầm, mong chủ soái Tiêu mở rộng tấm lòng tha thứ cho mấy người anh cả tôi. Tôi nhất định sẽ bảo họ nói lời xin lỗi với chủ soái Tiêu và vợ cậu. Nói tới đây, Hồng Lập Lượng liếc Hồng Vũ Chiết đang quỳ dưới đất, vội vã nói, anh cả, anh còn không mau xin lỗi đi. Nghe vậy, Hồng Vũ Chiết nhanh chóng quỳ rạp xuống dập đầu kêu lên, chủ soái Tiêu, cầu xin chủ soái rộng lòng tha cho tôi, tha cho nhà họ Hồng. Chỉ cần chủ soái bằng lòng giơ cao đánh khẽ, sau này nhà họ Hồng đều nghe theo chủ soái Tiêu. Tiêu Chính Văn cau mày nhìn Hồng Vũ Chiết, lạnh lùng mở miệng hỏi, không phải vừa nãy ông nói vợ ông là con gái của tứ trưởng lão Hạo Thiên Tông, muốn đối phó với bản soái ư? Sao giờ lại cầu xin tha rồi? Hồng Vũ Chiết liền tát vào miệng mình, nói lớn, chủ soái Tiêu, là tôi nhất thời hồ đồ, tôi sai rồi, mong chủ soái Tiêu tha thứ. Dứt lời, ông ta cúi đầu, quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Chính Văn cau chặt mày, liếc Hồng Lập Lượng phía trước rồi lại liếc ba anh em Hồng Vũ Chiết đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói, nếu phó tổng tư lệnh đã cầu xin, vậy bản soái hôm nay tạm tha cho mấy người. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Hồng Vũ Chiết, ông cho người đối phó vợ tôi là tội lớn nhất. Bản soái sẽ phế bỏ hai chân của ông, coi như trừng phạt. Nói xong, Tiêu Chính Văn giơ tay bắn hai phát súng vào đầu gối của Hồng Vũ Chiết. Ngay lập tức, Hồng Vũ Chiết kêu rên thảm thiết, ôm lấy hai đầu gối đầy máu của mình, gương mặt đỏ ngầu, cả người ngã trong vũng máu. Hồng Lập Lượng thấy vậy, mặc dù trong lòng không chịu được nhưng lại cảm thấy bất lực. Chủ soái Tiêu khiển trách rất đúng lắm ạ, Hồng Lập Lượng liền nở nụ cười nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng rồi quát lớn, Hồng Vũ Chiết, không được có lần sau. Tôi sẽ cho người canh chừng nhà họ Hồng. Chỉ cần các ông có bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào, bản soái nhất định sẽ đích thân dẫn quân tới tiêu diệt nhà họ Hồng. Dứt lời, Tiêu Chính Văn và Long Lân rời khỏi nhà họ Hồng. Lúc này trong sơn trang của nhà họ Hồng, Hồng Vũ Chiết đau đớn ngã trong vũng máu, kêu rên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Vài thuộc hạ và bác sĩ của nhà họ Hồng xông vào, muốn đưa Hồng Vũ Chiết đi cầm máu trị thương, nhưng Hồng Lập Lượng lại chống tay, lạnh lùng quát, cút mau. Ai cho mấy người chữa trị cho anh ấy? Nếu đã là trừng phạt của chủ soái Tiêu thì không được phép chữa trị. Mấy bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng rời đi. Hồng Lập Lượng nhìn gương mặt đau đớn và đỏ bừng của Hồng Vũ Chiết nói, anh cả, hết cách rồi, hai chân của anh đã bị vua Bắc Lương bắn tàn phế. Nếu muốn nhà họ Hồng tiếp tục sống sót thì vĩnh viễn đừng chữa trị nữa. Nghe xong, mặt Hồng Vũ Chiết nổi đầy gân xanh, tức giận và không cam lòng hét lên, vua Bắc Lương, Hồng Vũ Chiết tao và mày không đội trời chung. Sau khi xong việc của nhà họ Hồng, Tiêu Chính Văn quay về Giang Trung. Trong bệnh viện, Khương Vi Nhan đã tỉnh lại, không còn trở ngại gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Hai ngày này, Tiêu Chính Văn đều dốc hết lòng ở bên chăm sóc Khương Vi Nhan. Cùng lúc đó, ở trong một khách sạn nào đó của Giang Trung. Sắc mặt Hoàng Khắc Long hết sức u ám nhìn ông Ngụy nói, ông Ngụy, đám người nhà họ Hồng thất bại rồi. Nghe nói Tiêu Chính Văn đó dẫn theo 80.000 quân Bắc Lương tiến thẳng vào Tây Kinh, hủy bỏ quyền tự do sở hữu vũ khí của nhà họ Hồng, còn đạp chết ông ba và phế bỏ hai chân của gia chủ nhà họ Hồng. Ông Ngụy nghe xong cũng xa sầm mặt mày, trầm giọng nói, cậu ba, xem ra dùng cách nào cũng khó mà đối phó được với Tiêu Chính Văn này,
tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Hoàng Khắc Long cười nhạt, cầm ly lên cười nói, không sợ. Nếu Tông Sư Tần và Tông Sư Đàm đều đã tới, vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ông Ngụy, làm phiền ông mời hai vị Tông Sư tới đây một chuyến. Vâng, ông Ngụy trả lời, rồi sau đó rời khỏi phòng. Không lâu sau, ông Ngụy dẫn hai ông già tới phòng của Hoàng Khắc Sảng. Hoàng Khắc Sảng thấy hai vị Tông Sư liền vội vàng đứng dậy, cung kính nở nụ cười rồi chắp tay nói, hai vị Tông Sư, mời ngồi. Hai vị Tông Sư đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngồi xuống. Một trong hai người trước mặt cao hơn một chút, mày râu trắng toát chính là Tông Sư Tần Thái Bác. Người còn lại mập mạp và nghiêm túc hơn chính là Tông Sư Đàm Vô Nham. Hai người này đều là cường giả Tông Sư võ đạo đỉnh cao. Trong hệ thống quân đội, hai người sở hữu thực lực chủ soái thiên cấp 4 sao. Lúc này, Hoàng Khắc Long nhìn về phía hai vị Tông Sư, cười hỏi, không biết hai vị Tông Sư đã chuẩn bị tới đâu rồi. Tần Thái Bác vuốt râu, vẻ mặt bí hiểm nói, cậu ba, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Có hai người chúng tôi ra tay, dù là vua Bắc Lương cũng phải nuốt hận nhịu nhục mà thôi. Tốt, tốt lắm, nếu hai vị Tông Sư đã chuẩn bị xong rồi, vậy tối nay bắt đầu luôn, hai ông thấy thế nào? Hoàng Khắc Long cực kỳ kích động, vỗ đùi, vẻ mặt mong đợi nói. Tần Thái Bác và Đàm Vô Nham đều gật đầu, nói, được. Ha ha ha, Hoàng Khắc Sảng cười phá lên, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lùng. Hung ác nói, Tiêu Chính Văn ơi Tiêu Chính Văn. Tối nay mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tao. Xin lỗi Dược Vương Cốc, có hai vị Tông Sư ra tay, cho dù mày có là 6 sao đi chăng nữa thì đã sao. Ha ha ha. Nửa tiếng sau, lúc Tiêu Chính Văn vẫn còn trong bệnh viện, đã nhận được thư mời của Hoàng Khắc Long. 8 giờ tối nay, tại khách sạn Mạnh Ngọc Đường. Thấy lá thư nặc danh này, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Long Lân bên cạnh nói, Long Vương, có cần tôi phái người đi mai phục không? Tiêu Chính Văn lắc đầu, cười nói, không cần, đối phó với một mình Hoàng Khắc Long không cần phải khoa trương như vậy. Nếu anh ta đã mời thì tôi sẽ đi dự tiệc thôi. Tôi muốn xem anh ta có con bài gì. Buổi tối, Tiêu Chính Văn rời khỏi bệnh viện, tới khách sạn Mạnh Ngọc Đường. Mà sau khi Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, một máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống sân bay Giang Trung. Lúc này, cả sân bay đều bị vệ sĩ mặc áo đen phong tỏa lại. Cửa máy bay tư nhân đó mở ra là Viên Thiên Kiệt, gia chủ nhà họ Viên, một trong 4 gia tộc lớn của Hoa Quốc. Sau lưng ông ta còn có 2 nam 1 nữ, đó là gia chủ nhà họ Đường, gia chủ nhà họ Đông Phương và gia chủ nhà họ Cơ. Bổn bán bộ Thiên Vương đang có mặt tại Giang Trung. Cơn bão mới đã bắt đầu. Chương 862. Cùng lúc này, bên phía Tiêu Chính Văn. Anh đã đến khách sạn Mạnh Ngọc Đường. Toàn bộ khách sạn được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, có rồng và phượng hoàng vàng chạm khắc nổi bật ở cửa, hai bên là kiến trúc sân vườn, rừng cây và lầu nhỏ. Vừa bước vào cửa chính anh đã nhìn thấy một hòn nam bộ cực lớn. Đi qua hòn nam bộ là đến sảnh chính, rộng khoảng 500-600 m², rất rộng rãi thoáng đãng. Lúc này, Hoàng Khắc Long mặc một bộ vest đắt tiền, chắp tay sau lưng, đứng trong sảnh chính, chợt Tiêu Chính Văn với nụ cười trên môi. Bên cạnh hắn còn có ông Ngụy, vẻ mặt lạnh lùng với cặp lông mày bạc trắng. Ông ta nói nhỏ, cậu ba, đã 10 phút trôi qua rồi, sao Tiêu Chính Văn vẫn chưa tới nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta sợ không dám đến sao? Hoàng Khắc Long nhếch miệng cười khẩy chế nhạo, không đâu, mặc dù tôi chưa tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng từ lần tiếp xúc trước có thể thấy, hắn là một kẻ cực kỳ tự phụ và không coi ai ra gì. Bữa tiệc hôm nay, hắn nhất định sẽ tới, bởi vì hắn sẽ không tha thứ cho kẻ nào uy hiếp đến Khương Vi Nhan và con gái hắn. Hoàng Khắc Long tôi và Vương Dược Cốc phía sau tôi đều là mối đe dọa tiềm tàng đối với hắn. Vì vậy, hắn nhất định sẽ tới. Bảo hai vị Tông Sư đợi trong phòng thêm một lát nữa. Nói xong, Hoàng Khắc Long nhếch mép cười nhạt, cứ như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ông Ngụy cũng cười nói, tôi sẽ đi thông báo cho hai vị Tông Sư. Nói xong, ông Ngụy quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, bóng người Tiêu Chính Văn lại xuất hiện từ đằng sau hòn nam bộ. Anh hai tay đút túi quần nhàn nhã sải từng bước đi về phía Hoàng Khắc Long.
Hoàng Khắc Long thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, bước lên vài bước, nói chủ soái Tiêu, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Nhờ ơn phúc của cậu chủ Hoàng, tôi rất khỏe. Tiêu Chính Văn bình tĩnh trả lời. Một câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đầy mùi thuốc súng. Hoàng Khắc Long nhíu mày, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng vẫn che giấu được cảm xúc, đưa tay ra nói, chủ soái Tiêu, hôm nay, tôi đến để hòa giải với anh, mời vào. Tiêu Chính Văn không từ chối, bước lên phía trước. Hoàng Khắc Long dẫn Tiêu Chính Văn đến phòng bao. Sau đó, hắn nói nhỏ với mấy tên vệ sĩ đang đứng ở cửa, lập tức hành động theo kế hoạch. Đêm nay, không được để Tiêu Chính Văn sống sót rời khỏi đây. Rõ, thưa cậu ba. Mấy tên vệ sĩ đáp, rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng Khắc Long cố nặn ra nụ cười rồi bước vào trong, chủ soái Tiêu, để tôi giới thiệu với anh, hai vị này là tông sư của Dược Vương Cốc chúng tôi. Hoàng Khắc Long nói, đưa tay về phía hai ông lão đang ngồi trong phòng bao. Tiêu Chính Văn nhíu mày, từ khi bước vào phòng bao, anh đã nhìn thấy hai lão già này. Tông sư võ đạo. Hơn nữa, thực lực cũng không hề thấp. Nếu tính theo hệ thống chiến lực của quân đội thì hai người này ít nhất phải có thực lực của chủ soái thiên cấp 4 sao. Từ sau khi Tiêu Chính Văn bước vào phòng, toàn thân hai vị tông sư này toát ra sát khí ngút trời, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Nếu là người bình thường thì đã bị loại sát khí này làm cho choáng váng, gục xuống đất rồi. Nhưng Tiêu Chính Văn không phải người bình thường. Anh là vua Bắc Lương, đã có thực lực của bán bộ thiên vương. Đối với loại áp lực và sát khí này, anh chẳng hề sợ hãi. Vì vậy, sau khi Tiêu Chính Văn bước vào, anh bình tĩnh ngồi đối diện hai vị tông sư, bưng tách trà trên bàn lên uống vài ngụm. Sắc mặt Hoàng Khắc Long tối sầm lại, nhưng vẫn giới thiệu, hai vị này đều là trưởng lão của Tàng Kiếm Các, lần lượt là tông sư Tần Thái Bác và tông sư Đàm Vô Nham. Hai vị tông sư này hiện đang làm việc cho Dược Vương Cốc chúng tôi. Chủ soái Tiêu thấy thế nào? Cuối cùng, Hoàng Khắc Long nhìn Tiêu Chính Văn, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy. Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn hai vị tông sư đang ngồi trước mặt, rồi lắc đầu nói, cậu chủ Hoàng, tôi cứ nghĩ anh sẽ học được bài học hoặc sẽ trở nên thông minh hơn, nhưng không ngờ, anh vẫn ngu ngốc như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Khắc Long tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ soái Tiêu, lời này của anh là có ý gì? Hôm nay, tôi đặc biệt tìm anh để hòa giải, nhưng với thái độ này của anh, tôi nghĩ việc hòa giải giữa chúng ta e là khó có thể tiếp tục rồi. Ha ha! Tiêu Chính Văn cười chế nhạo, đặt tách trà trong tay xuống, nhìn Hoàng Khắc Long nói, cậu chủ Hoàng, anh nghĩ hai vị tông sư này có thể làm bản soái sợ sao? Anh như vậy đúng là coi thường vua Bắc Lương của Hoa Quốc rồi đấy. Nghe vậy, Hoàng Khắc Long cũng cười nói, chủ soái Tiêu, tôi nghĩ anh thật sự hiểu lầm rồi. Hai vị tông sư này chỉ đến để bảo vệ tôi thôi, họ không có ý gì khác. Ồ, vậy sao? Khóe miệng Tiêu Chính Văn khẽ nhếch lên, giễu cợt, vậy đám người mai phục ngoài cửa lớn và cửa sổ kia là có ý gì? Một câu nói đã khiến cả phòng bao rơi vào khoảng lặng. Sắc mặt Hoàng Khắc Long trở nên u ám, ánh mắt lộ ra vẻ xấu xa. Chết tiệt! Sao hắn có thể biết được chứ? Chẳng lẽ, chỗ nào đó xảy ra sơ suất rồi? Nhưng, chắc không đâu. Người bên ngoài đều được sắp xếp sau khi Tiêu Chính Văn bước vào. Lẽ nào, hắn có thể nhìn xuyên thấu mọi vật? Thấy vẻ mặt u ám của Hoàng Khắc Long, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, đừng nghi ngờ nữa, giác quan thứ 6 của tôi mạnh hơn của các người nhiều. Động tác của đám người bên ngoài quá lớn. Hơn nữa thực lực cao nhất e là cũng chỉ đến cảnh giới quân vương và võ sư võ đạo. Sắp xếp như vậy, cậu chủ Hoàng đúng thật là coi thường bản soái quá rồi. Câu nói này đã khiến Hoàng Khắc Long sững sờ, lộ ra bộ mặt thật, hung hăng nói, Tiêu Chính Văn. Tốt lắm, nếu mày đã biết rồi thì tao cũng không cần phải giả vờ nữa. Không sai, bây giờ tao muốn mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, xin lỗi Dược Vương Cốc. Nếu không... Hôm nay cho dù mày là vua Bắc Lương thì tông sư Tần và tông sư Đàm cũng sẽ không để mày rời đi dễ dàng đâu. Lúc này, Hoàng Khắc Long đã nói ra mục đích thật sự của mình. Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng bao và ngoài cửa sổ có mười mấy người cầm vũ khí, mặc đồ màu đen đột nhiên xông vào. Bọn họ đều là người Hoàng Khắc Long đã sắp xếp từ trước. Tuy thực lực không đủ mạnh,
nhưng cũng đủ dùng. Dù sao nhân vật chính của ngày hôm nay cũng là hai vị tông sư. Nhìn thấy mấy chục người xông vào, Tiêu Chính Văn hờ hững mỉm cười, sau đó đứng dậy, chống tay, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nói, nếu không muốn chết thì rời khỏi đây ngay lập tức. Bản soái cho các người 10 giây suy nghĩ, khi hết thời gian, các người sẽ trở thành xác chết lạnh lẽo dưới chân của bản soái. Chương 863. Nghe thấy thế, mười mấy người này đều đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn lẳng lặng rút đủ loại binh khí lạnh ra. Hoàng Khắc Long lại nở nụ cười nham hiểm nói, ha ha, chủ soái Tiêu, mày tự cao quá đấy, hôm nay có hai vị tông sư ở đây, dù thực lực của mày có đạt đến cảnh giới 5 sao đi chăng nữa, thậm chí là 6 sao thì cũng sẽ thua dưới tay hai vị tông sư thôi. Thế nên tao khuyên mày buông tay chịu trói, nghe theo lời đề nghị của tao mà quỳ xuống xin lỗi tao đi. Như thế tao còn có thể cho mày cơ hội sống, để mày làm việc cho tao, thế nào? Dứt lời, Hoàng Khắc Long tỏ ra rất kiêu ngạo. Dường như hắn đã xác định hôm nay Tiêu Chính Văn sẽ thua chắc. Dù sao có hai vị cao thủ tông sư ở đây thì Hoàng Khắc Long không cần sợ gì nữa. Lúc này Tiêu Chính Văn hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng nhìn Hoàng Khắc Long, thờ ơ nói, Hoàng Khắc Long, anh rất tự tin, cũng rất không biết điều. Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho anh biết, có một số người không thể động đến. Dứt lời Tiêu Chính Văn đứng dậy, cả người toát ra luồng sức mạnh đáng sợ. Luồng sức mạnh đó lập tức bao trùm cả phòng bao. Ngay lúc đó cả người Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí khiến người khác run sợ như sát thần. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ tan xương nát thịt. Hoàng Khắc Long cũng cau mày, nói, nếu mày đã muốn chết như thế thì đừng trách tao không khách sáo. Lên đi, đánh gục hắn. Hắn vừa dứt lời, mười mấy cường giả võ đạo bao vây Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt ai nấy cũng rất dữ tợn, sắc mặt u ám. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó giơ tay, mười mấy cây kim châm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi bắn ra ngoài. Mười mấy tiếng phập phập vang lên. Mười mấy cây kim châm đâm xuyên qua trán của mấy tên vệ sĩ, sau đó đâm xuyên qua đầu họ rồi bay ra từ phía sau gáy. Trên cây kim châm còn dính vài giọt máu tươi. Ngay sau đó, mười mấy tiếng cộp cộp vang lên. Mười mấy cường giả võ đạo này đều ngã xuống vũng máu. Họ đều trợn trừng hai mắt, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả một chuỗi sự việc này chỉ xảy ra trong giây lát. Cảnh tượng này cũng khiến Hoàng Khắc Long và hai vị tông sư đang ngồi kia hơi rùng mình. Sao lại như vậy chứ? Dù Tiêu Chính Văn có mạnh hơn nữa cũng không thể giết chết mười mấy cường giả võ đạo trong giây lát. Quả thật là chuyện không thể xảy ra. Hoàng Khắc Long ngây người, trợn to mắt, hắn vô thức lùi về sau mấy bước trốn sau lưng hai vị tông sư để tìm cảm giác an toàn và muốn được hai người đó bảo vệ. Lúc này mười mấy thi thể lạnh băng nằm trong căn phòng khiến ai cũng cảm thấy run rẩy. Ngược lại, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Hoàng Khắc Long. Sau đó giơ tay lên cầm đôi đũa bạc ở trên bàn, nhếch môi nở nụ cười bình thản nói, Hoàng Khắc Long, tiếp theo là đến anh rồi. Tiêu Chính Văn mỉm cười rất bình tĩnh nhưng Hoàng Khắc Long lại cảm nhận đó như nụ cười tà ác khiến người ta lạnh thấu xương, cả người đều run rẩy. Mày muốn làm gì? Hoàng Khắc Long lộ vẻ hoảng sợ, lại lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang chậm rãi bước đến chỗ mình. Tao cảnh cáo mày. Mày đừng nghĩ có thể làm gì được tao. Có hai vị tông sư ở đây, nếu mày dám có hành động gì quá khích thì đừng hối hận. Hoàng Khắc Long tức giận gào lên. Thế nhưng tiếng gào thét và mấy lời đe dọa của hắn không hề có sức uy hiếp với Tiêu Chính Văn. Ngược lại, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, hai vị tông sư thì đã sao chứ? Hôm nay tôi muốn đánh chết anh thì dù có là 10 tông sư, tôi cũng không lùi bước. Dứt lời. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, đôi đũa bạc xoay tròn mấy vòng trong lòng bàn tay anh tạo ra một vòng cung hình tròn màu bạc, sau đó bị anh bắn ra như mũi tên sắc bén rời khỏi cung. Ngay tức khắc, hai chiếc đũa bạc hóa thành hai đường sáng màu bạc bắn về phía Hoàng Khắc Long đang trợn mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Đòn này đủ để lấy mạng Hoàng Khắc Long. Thế nhưng, tông sư Tần Thái Bác nãy giờ vẫn ngồi ở đó chợt nhíu mày, cả người toát ra sát khí đáng sợ. Tức giận đập tay lên bàn quát, sắc sược. Lá gan cũng lớn lắm, dám làm ầm ĩ trước mặt tôi. Ông ta vừa dứt lời.
tách trà trước mặt cũng bị ông ta làm cho bay lên giữa không trung. Đồng thời ông ta giơ tay lên, bàn tay to hất văng tách trà đang bay lên giữa không trung. Ngay lập tức tách trà như viên đạn bay về phía Tiêu Chính Văn. Ầm, trong không trung, đôi đũa bạc va chạm với tách trà lập tức vỡ tan tành. Mà sức công phá của đôi đũa bạc đó lại không hề giảm, vẫn thẳng tắp lao về phía Hoàng Khắc Long. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thấy vậy, Hoàng Khắc Long hoảng hốt hô lên, "A, Tông sư Tần cứu tôi." Nhìn tách trà bị vỡ làm đôi, còn đôi đũa bạc vẫn lao về phía Hoàng Khắc Long với tốc độ không đổi, Tần Thái Bác lại tức giận hét lên. Ông ta đứng dậy tiện tay đẩy Hoàng Khắc Long ra phía sau mình. Cùng lúc đó ông ta giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy hai chiếc đũa bạc khi nó vừa cách ông ta nửa cánh tay. Tần Thái Bác cong môi nhưng ngay sau đó mặt ông ta biến sắc. Bởi vì hai chiếc đũa bạc vẫn không hề giảm tốc độ. Tần Thái Bác kinh ngạc, hai ngón tay lại dùng sức kẹp chặt lại. Nhưng lực bạo phát của đôi đũa đó khiến Tần Thái Bác lùi về sau ba bước, sau đó ông ta mới đứng vững được. Ngay tức khắc, đôi mắt Tần Thái Bác hiện lên vẻ kinh ngạc. Sức bạo phát và lực công kích mạnh quá. Chỉ một đôi đũa bạc đối phương tiện tay ném đến mà đã có uy lực như vậy rồi. Vậy có thể tưởng tượng được thực lực của vua Bắc Lương đáng sợ và khủng khiếp đến mức nào. Cậu rất mạnh, là tôi xem thường cậu rồi. Lúc này Tần Thái Bác ném đôi đũa đó xuống đất, rút tay lại rồi bỏ ra sau lưng, lạnh lùng nói. Lúc này, hai ngón tay của ông ta đã bị đôi đũa cọ sát thành hai đường màu máu. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, ông cũng rất mạnh, không ngờ có thể chặn được chiêu này của tôi. Chỉ một câu nói thôi đã cho thấy mùi thuốc súng giữa hai người. Sắc mặt Tần Thái Bác hơi khó coi, lạnh lùng và cơn giận hiện lên giữa hai hàng lông mày. Lúc này Hoàng Khắc Long đứng phía sau Tần Thái Bác thấy ông ta chặn được đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhếch môi dữ tợn bước ra chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, ha ha ha. Tiêu Chính Văn, lần này mày tiêu đời rồi. Tông sư Tần có thể chặn được đòn tấn công của mày đủ để chứng minh thực lực của mày cũng chỉ có thế thôi. Còn tưởng mày giỏi thế nào, giờ xem ra chẳng qua chỉ là mạnh mồm khoác lát mà thôi. Tông sư Tần, ông giải quyết Tiêu Chính Văn này thay tôi. Nếu hắn làm việc cho tôi thì có thể tha cho nó một con đường sống. Còn nếu hắn không đồng ý thì cứ đánh hắn. Tôi muốn cả đời này hắn không thể đứng lên nói chuyện với tôi được nữa. Dứt lời, sắc mặt Hoàng Khắc Long u ám, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, nếu tôi nói vừa nãy tôi mới chỉ dùng chưa đến 3 phần thực lực thì các người định thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 864, hôm nay sẽ chém tông sư. Nghe thấy vậy, Tần Thái Bác và Đàm Vô Nham đều vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Mới chỉ dùng 3 phần thực lực. Sao có thể chứ? 3 phần thực lực mà đã đánh lùi được tông sư võ đạo đỉnh cao rồi sao? Điều này chẳng phải đã chứng minh thực lực của Tiêu Chính Văn thấp nhất cũng đã đạt tới cảnh giới 5 sao? Thật đáng sợ. Quá khủng khiếp. Lúc này, Tần Thái Bác cảm thấy vô cùng tức giận. Tiêu Chính Văn trông có vẻ mới hơn 20 tuổi. Còn trẻ thế mà đã có thực lực khủng bố như vậy, thật khiến người kinh sợ. Nếu để cậu ta tiếp tục lớn mạnh hơn, thực lực trong tương lai sẽ càng không thể tưởng tượng được, nhất định sẽ trở thành nhân vật quái dị. Ở độ tuổi này, với thực lực như vậy, Hoa Quốc từ xưa tới nay chỉ có hai người. Đó chính là Thiên Tử đời thứ hai và Tiêu Long Đại Nguyên Soái Thiên Long, thống soái cao cấp nhất. Đứng đầu năm chiến khu lớn của Hoa Quốc năm xưa. Hai người này là hai thiên tài quái dị kiệt xuất nhất trong thời đại gần đây. Lúc này, gương mặt Tần Thái Bác rõ ràng đã rất khó coi, thần sắc hơi hoang mang hốt hoảng, cau mày nhìn Đàm Vô Nham. Đàm Vô Nham cũng đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, chủ soái Tiêu, cậu rất mạnh, thực lực của cậu vượt xa so với dự tính của chúng tôi. Vốn tưởng rằng chỉ cần hai chúng tôi hợp lại nhất định có thể đánh bại cậu, nhưng giờ xem ra hơi khó nhằn. Nói tới đây, Hoàng Khắc Long đột nhiên hoảng hốt, vội vàng hỏi, Tông Sư Đàm, ông nói gì? Hai người các ông liên thủ lại mà không xử được tên Tiêu Chính Văn này sao? Đàm Vô Nham lắc đầu, nói, cậu ba, cậu nói sai rồi. Nếu thực lực dưới 6 sao,
hai người chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại. Kể cả 6 sao thì hai người chúng tôi nếu dùng toàn lực cũng có thể đánh được. Nhưng nếu chúng tôi dùng hết sức lực để đối phó với vua Bắc Lương thì hơi mạo hiểm và không có lợi gì. Dù sao cậu ta cũng là vua Bắc Lương, nếu Long Các và Thiên Tử truy cứu, hai người chúng tôi không gánh được tội danh này. Nói đến đây, Đàm Vô Nham không nói tiếp gì nữa. Ý của ông ta quá rõ ràng. Muốn bọn họ đánh bại Tiêu Chính Văn, nhất định phải đưa ra lý do hoặc đền đáp xứng đáng để họ không thể không ra tay. Hoàng Khắc Long cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu ý trong câu nói của Đàm Vô Nham, nói Tông Sư Đàm, chỉ cần hai người các ông thay tôi đánh bại Tiêu Chính Văn, quay về tôi sẽ tặng vô cực đan cho hai vị Tông Sư, giúp hai vị đột phá cảnh giới Tông Sư đỉnh cao, đạt tới cảnh giới toàn vẹn. Vô cực đan. Vừa nghe thấy cái tên này, Đàm Vô Nham và Tần Thái Bác đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kích động. Hai người họ đang bị trứng lại ở cảnh giới Tông Sư nhiều năm, vẫn không tìm được cách thức và thời cơ có thể đạt tới cảnh giới toàn vẹn. Mà vô cực đan chính là một trong 9 loại thuốc quý báu của Dược Vương Cốc. Là một loại thuốc giúp con người đột phá được thực lực của bản thân. Một năm Dược Vương Cốc chỉ tạo ra 99 viên vô cực đan. Mỗi viên đều có thể bán với giá hàng trăm triệu tệ. Thậm chí có viên còn đem đi bán đấu giá. Hai vị tông sư vẫn còn nhớ buổi đấu giá năm ngoái của Dược Vương Cốc, viên vô cực đan đấu được số tiền trên trời là 300 triệu tệ, bỗng chốc đã kinh động cả võ tông Hoa Quốc. Cho nên, hai vị tông sư vừa nghe thấy Hoàng Khắc Long có thể lấy ra viên vô cực đan, liền vui mừng khôn xiết. Ông Ngụy bên cạnh lại hoảng hốt, vẻ mặt lo lắng, bước tới bên người Hoàng Khắc Long nhỏ giọng nói, cậu ba. Tuyệt đối không thể, viên vô cực đan này là đan dược của Điện Tông Chủ. Muốn cho người ngoài nhất định phải được 7 vị trưởng lão của Điện Tông Chủ cho phép mới được. Hơn nữa, vô cực đan năm nay đã bán hết rồi. Nghe xong, Hoàng Khắc Long cau mày tức giận nói, bảo mấy người luyện đan luyện tiếp 2 viên không được sao. Nhưng mà, ông Ngụy còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Khắc Long lại ngắt lời ông ta. Lạnh lùng nói, ông là thiếu tông chủ hay tôi là thiếu tông chủ? Tôi là cậu ba của Dược Vương Cốc, câu nói của tôi chính là ý của Dược Vương Cốc. Mau thông báo cho mấy người trong phòng luyện đan, luyện thêm 2 viên vô cực đan cho tôi. Ông Ngụy ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vâng, thưa cậu ba. Dứt lời, ông Ngụy liền đi thông báo. Hoàng Khắc Long nở nụ cười nhìn hai vị tông sư, hỏi, hai vị tông sư, không biết thế này đã đủ để hai vị ra tay chưa? Đương nhiên. Tần Thái Bác cười đáp, hai người chúng tôi vốn định dốc sức cho Dược Vương Cốc, nếu cậu ba đã có ý này thì tôi tất nhiên sẽ dốc hết lòng giúp cậu đánh bại Tiêu Chính Văn không biết trời cao đất dày này. Nói xong, Tần Thái Bác nghiêng đầu, nở nụ cười nham hiểm, toàn thân toát ra khí thế ngút trời, là khí thế của tông sư võ đạo đỉnh cao, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, xin lỗi, vì vô cực đan, chỉ có thể xin lỗi cậu. Dứt lời, ông ta nói với Đàm Vô Nham, Tông Sư Đàm, cùng lên đi. Thực lực của thằng nhóc này không thể coi thường. Hai người chúng ta nhất định phải dốc hết sức. Tất nhiên rồi. Đàm Vô Nham gật đầu trả lời, đồng thời đứng dậy xông lên phía trước. Dầm. Đột nhiên, Đàm Vô Nham cũng phát ra khí thế của một tông sư võ đạo đỉnh cao. Bỗng chốc, cả phòng bao tràn ngập khí thế của hai tông sư đỉnh cao. Cực kỳ khủng bố. Khoảnh khắc này, cả phòng bao như biến thành trung tâm của cơn bão lớn. Tiêu Chính Văn đứng giữa tâm bão, bình tĩnh đối mặt với khí thế hung bạo của hai vị tông sư đỉnh cao, anh chắp tay ra sau lưng, gương mặt nở nụ cười nhạt nói, hai vị tông sư, xem ra các ông đã chuẩn bị xong cho cái chết rồi. Hừ, thằng nhóc kiêu ngạo, cho dù cậu có là vua Bắc Lương, khi đối mặt với chúng tôi cũng phải nuốt hận chịu nhục mà thôi. Tần Thái Bác tức giận, đột nhiên giơ tay, cầm một thanh kiếm dài màu trắng trên bàn lên. Lúc này, thanh kiếm như con chim hồng nhạn xé toạc không khí trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này khiến người người sợ hãi, như thể chém đứt được ngọn núi, cắt đứt cổ Tiêu Chính Văn. Mà anh chỉ hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, nếu muốn chết vậy hôm nay bản soái sẽ cho hai vị tông sư được toại nguyện. Dứt lời, anh nhấc tay. Con dao quân đội năm cạnh biến thành một luồng ánh sáng lạnh lẽo vung ra. Keng! Con dao và thanh kiếm va chạm nhau trên không, phát ra tia lửa sáng chói như pháo hoa rực rỡ. Tần Thái Bác cũng lùi lại vài bước,
sắc mặt kinh sợ nhìn Tiêu Chính Văn, nghi ngờ nói, rốt cuộc thực lực của cậu đã cao đến mức nào? Thời khắc này, ông ta đã sợ rồi. Theo lý mà nói, nhát kiếm này của ông ta, cho dù có là cường giả 5 sao của hệ thống chiến lực quân đội hoặc tông sư toàn vẹn đều không dễ dàng ngăn chặn như vậy được. Nhưng mà, Tiêu Chính Văn đã ngăn lại được. Hơn nữa còn cực kỳ thoải mái dễ dàng. Điều này chứng tỏ thực lực của anh đã vượt qua tông sư toàn vẹn và 5 sao. Cậu ta đã đạt tới cảnh giới 6 sao ư. Nhưng, vào lúc Tần Thái Bác hoảng sợ không thôi, Tiêu Chính Văn đã cầm theo con dao quân đội 5 cạnh lóe sáng, bước tới vị trí của hai vị tông sư, lạnh lùng nói, chắc là ông đang đoán tôi đã đạt tới cảnh giới 6 sao, đúng không? Chẳng lẽ, cậu không phải 6 sao? Tần Thái Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn đang bước tới. Dầm. Lúc này, sát khí của Tiêu Chính Văn đã hừng hực xông lên tận trời. Luồng khí thế vừa xuất hiện liền áp đảo toàn bộ. Khí thế của hai vị tông sư tựa như thủy tinh, bị khí thế của Tiêu Chính Văn phá tan tành. Cả phòng bao chỉ còn lại sát khí khủng khiếp phát ra từ trên người của Tiêu Chính Văn khiến ông Ngụy run lẩy bẩy. Bản soái đã vượt qua 6 sao từ lâu rồi. Bản soái, bây giờ đã đạt tới cảnh giới bán bộ thiên vương. Nếu dựa theo cách phân chia thứ bậc của võ tông các người, thì tôi đã vượt qua cảnh giới tông sư, đạt tới cảnh giới bán bộ võ thánh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, anh nhấc tay lên, con dao quân đội 5 cạnh lại một lần nữa tấn công dữ dội. Lần này, khí thế không thể ngăn chặn được. Chương 865, chém tông sư. Tần Thái Bác thấy Tiêu Chính Văn ra tay, nên cũng rút kiếm ra đâm về phía Tiêu Chính Văn. Ông ta dùng hết sức vào nhát kiếm này. Vì ông ta biết nếu không thể chặn được chiêu này thì chắc chắn bản thân ông ta sẽ bị thương nặng. Con dao quân đội 5 cạnh lóe lên tia sáng lao thẳng đến. Thanh kiếm dài lại va chạm với con dao quân đội 5 cạnh giữa không trung. Vang lên một tiếng leng keng lanh lảnh. Ngay sau đó đã diễn ra một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc. Con dao quân đội 5 cạnh làm gãy thanh kiếm dài trong tay Tần Thái Bác. Thế tấn công của con dao vẫn không giảm xuống mà tiếp tục đâm thẳng vào cánh tay phải cầm kiếm của ông ta. Phập! Máu bắn ra tung tóe. Con dao quân đội 5 cạnh đâm vào tay phải Tần Thái Bác dính đầy vết máu. Thanh kiếm bị gãy trong tay Tần Thái Bác cũng lập tức rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch. A, tay của tôi! Tần Thái Bác kêu lên thảm thiết, ông ta ôm lấy cánh tay phải bị thương lùi về sau mấy bước, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương này mạnh quá. Cậu ta vậy mà lại là bán bộ võ thánh. Đây là cảnh giới mà võ sư võ đạo không thể với đến. Ngay cả ở Dược Vương Cốc, cảnh giới tông sư võ đạo đỉnh cao cũng là số ít. Huống hồ là bán bộ võ thánh. Hơn nữa 6 sao trong hệ thống chiến lực bằng với đại sư võ đạo đỉnh cao. Chẳng qua vì cường giả võ đạo mạnh như cường giả quân đội nên nhiều khi sẽ so sánh và bàn luận đại sư võ đạo đỉnh cao với 5 sao, 6 sao trong quân đội. Nhưng một khi vượt qua 6 sao hoặc đại sư võ đạo đỉnh cao thì được gọi là võ thánh hoặc thiên vương tự tôn theo cách phân chia thực lực của quân đội. Giống tông môn võ thần tông môn đứng đầu võ tông chính là thiên vương tự tôn. Lúc này Tần Thái Bác hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn nói, thằng nhóc Bắc Lương, là do tôi khinh địch. Nhưng hôm nay cậu đừng hòng ra khỏi phòng bao này. Tông sư Đàm, chúng ta cùng kết hợp lại với nhau đi. Nếu không kết hợp lại thì hai chúng ta có thể sẽ chết trong tay cậu ta đấy. Lúc này Đàm Vô Nham thấy Tần Thái Bác bị thương cũng nhanh chóng gật đầu nói, ừ. Nói xong, ông ta hất tung cái bàn lên. Cả cái bàn lập tức bay lên xoay nửa vòng trên không trung. Đàm Vô Nham rút một thanh kiếm dài màu đen từ dưới cái bàn đang xoay tròn đó ra. Thanh kiếm này có ánh sáng màu đen, kiếm khí bức người tràn đầy sự lạnh lẽo thấu xương. Đàm Vô Nham cầm kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm chém cái bàn tròn đang xoay giữa không trung làm đôi, sau đó mang theo luồng sát khí đáng sợ lao về phía ngực Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày. Anh liếc mắt đã nhận ra thanh kiếm dài màu đen này không phải là vũ khí tầm thường. Vũ khí cấp thiên. Ngay lập tức. Tiêu Chính Văn giơ tay lên phóng con dao quân đội 5 cạnh ra, sợi dây xích bắn ra ánh sáng lạnh lẽo màu bạc, sau đó chạm phải thanh kiếm dài màu đen. Thanh kiếm dài vang lên một tiếng vang dội, Đàm Vô Nham bị đánh lùi về sau mấy bước,
gan bàn tay bị rách nhưng thanh kiếm dài vẫn không hề hấn gì. Kiếm tốt đấy. Tiêu Chính Văn khen ngợi một câu. Dưới đòn công kích của con dao quân đội năm cạnh mà vũ khí vẫn không hề hấn gì thì chắc chắn là vũ khí cấp thiên. Lúc này Đàm Vô Nham đứng vững nhưng tay phải cầm kiếm lại run rẩy. Mạnh quá! Vua Bắc Lương này sao lại mạnh như vậy? Chỉ một đòn thôi mà đã làm gan bàn tay của mình bị rách, thậm chí cả cánh tay vẫn còn cảm giác hơi tê. Lúc này căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hoàng Khắc Long đứng phía sau hai vị tông sư cũng vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Tông sư Tần bị thương tay phải, tông sư Đàm cũng bị thương ở tay phải. Tại sao lại thế? Hoàng Khắc Long sốt ruột hét lên, hai vị tông sư kết hợp với nhau đi, chẳng phải hai người rất mạnh sao? Chẳng phải hai người là tông sư đỉnh cao à? Hai người bắt tay lại với nhau thì dù có là sáu sao cũng có thể giết chết được. Dù hiện giờ Tiêu Chính Văn là bán bộ thiên vương nhưng chắc chắn là khoe mẽ mà thôi. Cho dù có là vậy thì cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới đó thôi, thực lực vẫn chưa vững. Hai người mau chóng kết hợp lại giết chết hắn, mọi hậu quả tôi sẽ gánh chịu. Nghe thế, hai vị tông sư nhìn nhau nói, nếu đã vậy thì giết đi. Vừa dứt lời, Đàm Vô Nham lại cầm kiếm lên lao về phía Tiêu Chính Văn. Còn Tần Thái Bác tấn công Tiêu Chính Văn bằng nắm đấm. Đối mặt với sự tấn công cùng lúc của hai tông sư đỉnh cao, cường giả chủ soái năm sao bình thường cũng sẽ tạm né đòn. Dù có là sáu sao cũng sẽ cảm thấy khó mà tránh né. Nhưng Tiêu Chính Văn là bán bộ thiên vương, anh chỉ hừ một tiếng sau đó bước lên một bước nghênh đón đòn tấn công. Ngay sau đó, cả người Tiêu Chính Văn toát ra hơi thở và sức ép đáng sợ. Anh giơ tay lên đấm thẳng một cú về phía Tần Thái Bác. Rầm! Hai nắm đấm va vào nhau. Có thể thấy Tần Thái Bác bị đánh văng ra xa. Ngay tức khắc, Tần Thái Bác trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa dữ tợn. Bởi vì ông ta tận mắt nhìn thấy nắm đấm bên trái của mình bị cú đấm của Tiêu Chính Văn làm tan nát, xương ngón tay cũng gãy, máu thịt be bét. Tên nhóc Bắc Lương chết tiệt. Tần Thái Bác thét lên, cả người cũng bị một đòn của Tiêu Chính Văn đánh cho văng ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau. Cả bức tường đều nát vụn. Tần Thái Bác nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Thấy vậy, Đàm Vô Nham biến sắc nói, thằng nhóc Bắc Lương, chết tiệt. Tôi sẽ giết cậu. Nói xong, Đàm Vô Nham liên tục chém mấy nhát về phía ngực và cổ Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề né đòn mà giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm màu đen của Đàm Vô Nham. Khoảnh khắc đó cả phòng bao đều chết lặng. Đàm Vô Nham trợn mắt tỏ vẻ rất khiếp sợ, ông ta cau mày nói, thằng danh. Cậu muốn chết hả? Dứt lời, ông ta dùng sức muốn chém đứt tay Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, tông sư Đàm, mặc dù kiếm này là vũ khí cấp thiên nhưng nó chỉ có tác dụng như vũ khí cấp địa khi ở trong tay ông thôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn trở tay, vô số kim châm bắn ra từ tay phải của anh, toàn bộ găm vào cánh tay phải của Đàm Vô Nham. Ngay lúc đó, Đàm Vô Nham cảm thấy như cả cánh tay phải mất đi cảm giác. Sau đó thanh kiếm màu đen bị Tiêu Chính Văn giật lấy trong ánh mắt khiếp sợ của ông ta. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn giơ tay lên vung kiếm xuống, chém vào cánh tay phải của Đàm Vô Nham. Xoẹt! Máu bắn ra tung tóe. Nhát kiếm này chém đứt cánh tay phải của Đàm Vô Nham. Tay của tôi. Đàm Vô Nham ôm cánh tay bị đứt, máu chảy ra như suối. Ông ta lảo đảo vài bước, vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang cầm kiếm, gào lớn, thằng nhóc Bắc Lương, cậu đã đắc tội hoàn toàn với Dược Vương Cốc và Tàng Kiếm Các rồi. Lúc này Tiêu Chính Văn cầm kiếm trong tay, sự lạnh lùng hiện lên giữa hai hàng lông mày của anh. Trước sau chưa đến 5 phút, anh đã đánh bại được hai cường giả võ đạo tông sư đỉnh cao. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ võ tông, chấn động cả Dược Vương Cốc và Tàng Kiếm Các. Tiêu Chính Văn cười khẩy, vung kiếm lên chỉ vào Đàm Vô Nham nói, tôi đắc tội thì đã sao? Hôm nay tôi nhất định phải giết chết hai người. Đây là lời cảnh cáo của tôi đến Dược Vương Cốc và Tàng Kiếm Các. Nếu có trách thì hãy trách hai ông đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vung kiếm lên. Đàm Vô Nham và Tần Thái Bác đều cao giọng nói, cậu dám. Nếu cậu giết chúng tôi thì sẽ bị cả võ tông Hoa Quốc truy sát.
Tông sư võ đạo đều là giới hạn của các tông môn. Dược Phương Cốc và Tàng Kiếm Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhưng hai người vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đâm vào họ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đàm Vô Nham và Tần Thái Bác bị đâm vào ngực xuất hiện vết máu đáng sợ, chết tức tưởi ngay tại chỗ. Chương 866, Hội nghị các nước. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Khắc Long đứng một bên khiếp sợ khuỵu gối xuống đất. Dường như chỉ trong chốc lát, Hoàng Khắc Long đã quỳ xuống bỏ đến trước mặt Tiêu Chính Văn ôm lấy đùi anh, than khóc cầu xin, chủ soái Tiêu, tôi sai rồi, cầu xin chủ soái Tiêu rộng lượng đừng giết tôi không muốn chết. Chỉ cần chủ soái Tiêu tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Hoàng Khắc Long quỳ trước mặt mình, cười gằn nói, cậu chủ Hoàng, giờ mới biết cầu xin tha có phải hơi muộn rồi không? Nghe thế Hoàng Khắc Long dập đầu liên tục đến nỗi đầu chảy máu nói, xin chủ soái Tiêu tha mạng. Chỉ cần đừng giết tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Tiêu Chính Văn trầm ngâm một lúc rồi nói, không giết anh cũng được, sau khi về anh hãy chuyển lời lại cho Dược Vương Cốc. Chuyển lời gì cơ? Hoàng Khắc Long dùng mình, run lẩy bẩy ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Vừa nhìn vào ánh mắt đáng sợ của anh, hắn khiếp sợ lại cúi đầu xuống. Nếu Dược Vương Cốc muốn tiếp tục tồn tại ở Hoa Quốc thì đừng vươn tay quá dài đến Giang Trung, càng đừng động đến vợ con tôi. Chuyện của Linh Khê Tông là do Linh Khê Tông tự chuốc lấy. Nếu Dược Vương Cốc không phục, còn muốn trả thù cho Linh Khê Tông thì tôi sẽ đợi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ gửi lời cảnh cáo cho Dược Vương Cốc, đây là cơ hội cuối cùng mà tôi cho các anh, nếu còn tái phạm, Hoa Quốc sẽ không còn Dược Vương Cốc nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Khí thế trên người toát ra bao trùm lấy cả căn phòng. Sau đó anh giơ tay lên đâm thẳng thanh kiếm đen vào bức tường, để lại một vết nứt đáng sợ trên tường. Tiếp đó, Tiêu Chính Văn xoay người đi thẳng ra khỏi phòng. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Hoàng Khắc Long mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể lảo đảo ngã xuống đất, cả người dính đầy mồ hôi. Cậu ba, cậu không sao chứ? Ông Ngụy ở một bên chạy ra vội vàng đỡ Hoàng Khắc Long lên. Khuôn mặt Hoàng Khắc Long hiện lên vẻ hoảng sợ, ngây người một lúc, hắn mới tức giận đẩy ông Ngụy ra và đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, gương mặt đỏ bừng như phát điên tức giận hét lên, chết tiệt. Khốn kiếp, Tiêu Chính Văn chết tiệt, vua Bắc Lương khốn nạn, tôi không muốn trôi cơn giận này. Ông Ngụy nhìn Hoàng Khắc Long nổi giận, bất lực lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, cậu ba, chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn cách nào khác. Ý của vua Bắc Lương đã rõ ràng. Hôm nay cậu ta giết hai vị tông sư võ đạo đỉnh cao là đã nương tay rồi. Chúng ta về thôi, báo lại chuyện này với mấy vị trưởng lão và trưởng giáo để họ giải quyết. Nghe thế, Hoàng Khắc Long tức giận đấm mạnh lên tường, không cam lòng nói, về Dược Vương Cốc. Ở bên này, sau khi ra khỏi khách sạn Mạnh Ngọc Đường, Tiêu Chính Văn trở về biệt thự. Hôm sau, Khương Vi Nhan đến công ty. Còn Tiêu Chính Văn đang ở trong biệt thự nghiên cứu mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục, bỗng điện thoại anh vang lên. Nhìn điện thoại, là Đại sứ Vương Lận gọi đến. Alo, Đại sứ Vương. Tiêu Chính Văn nói. Chào vua Bắc Lương, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Vương Lận nói thẳng vào vấn đề chính. Chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn hỏi. Tôi đã biết chuyện của vua Bắc Lương và nước Khổng Tước vào mấy hôm trước rồi. Tôi rất khâm phục cách làm của cậu. Vương Lận khen ngợi. Chiến sĩ vì đất nước vốn nên được tôn trọng, mà tôi là chủ soái chiến khu, làm vài chuyện có ích cho đất nước cũng là bổn phận. Tiêu Chính Văn trịnh trọng nói, không phải anh đang nói lời khách sáo mà là những lời từ đáy lòng. Nói hay lắm, đàn ông nên giống như cậu. Vương Lận không hề tiếc lời khen ngợi với Tiêu Chính Văn. Đại sứ Vương quá khen rồi. Ông vẫn nên nói về việc mà ông muốn tôi giúp đi. Tiêu Chính Văn nói. Được rồi, mâu thuẫn lần trước của quân Bắc Lương và chiến khu biên giới nước Khổng Tước rõ ràng là lỗi của quân đội nước Khổng Tước, họ cũng làm chúng ta bị tổn thất khá nhiều. Nếu là lỗi của đối phương, chúng ta tất nhiên phải bắt đối phương bồi thường. Vương Lận nói. Tiêu Chính Văn im lặng, ngẫm nghĩ đây đúng là có vấn đề. Trước giờ hình tượng của Hoa Quốc trên trường quốc tế luôn rất tốt. Tính cách tốt, lại dễ nói chuyện. Điều này khiến nhiều quốc gia, thậm chí nhiều nước nhỏ đều nghĩ rất dễ chiếm hời từ Hoa Quốc.
dẫn đến chuyện nhiều nước nhỏ thích hỉ vào việc mình nhỏ bé mà thường chiếm hời, sau đó lại bắt Hoa Quốc tự thanh toán, còn Hoa Quốc vì duy trì hình tượng quốc tế của mình cũng chỉ đành nghiến răng nuốt cơn tức vào bụng. Lâu dần ngoài cái danh là người tốt, hình tượng Hoa Quốc còn trở thành miếng thịt ai cũng có thể cắn được. Điều này khiến Vương Lận một người trước giờ luôn phân rõ thù ghét rất khó chịu, ông ta muốn trừng trị hành vi của mấy nước thù địch, nhưng lại vướng phải nguyên tắc hòa bình nên khó mà thực hiện được. Vừa hay gần đây xảy ra chuyện quân đội Khổng Tước chủ động khiêu khích Bắc Lương, mà những gì Tiêu Chính Văn làm lại rất hợp ý ông ta nên ông ta muốn đưa ra vài văn bản về chuyện này. Nếu bồi thường thì là chuyện hợp tình hợp lý, tự ông giải quyết mấy chuyện này là được, tại sao phải tìm đến tôi? Tiêu Chính Văn thắc mắc. Hai, vua Bắc Lương à, cậu không biết rồi. Trước đó tôi đã nhắc đến chuyện bồi thường với nhiều nước trong hội nghị, lúc đó cũng có đại sứ ngoại giao của nước Khổng Tước ở trong hội nghị. Nhưng chỉ cần bọn tôi nhắc đến chuyện bồi thường là mấy lão già nước Khổng Tước lại cứ ngông cuồng nói vua Bắc Lương cũng làm nước Khổng Tước tổn thất rất lớn, họ không chịu bồi thường dù chỉ một đồng. Mấy nước khác cũng khiến người ta bực mình, bảo Hoa Quốc phải duy trì hình tượng nước lớn, chúng ta nên miễn việc bồi thường đi, thậm chí còn nói chúng ta phải chi tiền cho chúng phục hồi sau chiến tranh, lấy ơn báo oán. Vương Lận càng nói càng tức, cuối cùng không nhịn được mắng mấy câu thô tục. Dựa vào đâu cơ chứ? Bắt chúng phải đền. Tiêu Chính Văn nghe cũng cảm thấy tức giận. Đúng thế, cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Cậu không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của mấy lão già nước Khổng Tước đó đâu, cực kỳ ngông cuồng. Hơn nữa đằng sau nước Khổng Tước có người của Hiệp hội cấp cao 9 nước chống lưng. Vương Lân hung hăng nói. Hiệp hội cấp cao 9 nước? Tốt lắm. Anh vẫn chưa đi tìm họ tính sổ mà họ đã nộp mạng đến trước rồi. Thế tôi nên làm gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Thật ra cũng không cần làm gì, hai ngày sau có một cuộc họp quốc tế, sẽ thảo luận chuyện lần trước. Tôi có thể dẫn một người đến trước ghi danh cho cậu, mong rằng đến lúc đó cậu có thể giúp tôi chấn chỉnh đám người này. Vương Lận nói. Hóa ra là vậy, tôi sẽ giúp ông chuyện này. Tiêu Chính Văn không do dự mà đồng ý luôn, anh nghĩ dù lần này không giúp được ông ta thì cũng nên đi thử xem. Vua Bắc Lương, tôi không ngờ cậu lại hợp ý với tôi như vậy. Vậy cứ quyết định thế nhé, đến lúc đó tôi sẽ bảo người đến đón cậu, địa điểm diễn ra hội nghị là trụ sở chính của Liên minh các nước, phải đi bằng máy bay. Nhưng cậu cứ đến Long Kinh gặp tôi trước, chúng ta cùng đến đó. Vương Lận nói, vậy mọi chuyện cứ làm theo sự sắp xếp của Đại sứ Vương. Tiêu Chính Văn đáp, chương 867, một bóng người như trăm vạn đại quân. Cúp điện thoại, Tiêu Chính Văn ngồi ngẫm nghĩ một lát. Ngày hôm sau, đầu tiên anh đến gặp Vương Lận ở Long Kinh, không hổ là nhà ngoại giao giỏi nổi tiếng, cho dù đứng trước mặt Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, thì khí thế của Vương Lận cũng không hề suy giảm. Lần này chúng ta đến trụ sở chính của Liên minh các nước là muốn gây phiền phức cho bọn họ, bắt bọn họ bồi thường cho chúng ta. Chuyện này không chỉ liên quan đến tôn nghiêm của các liệt sĩ biên giới, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của Hoa Quốc chúng ta, nếu xử lý không tốt sẽ khiến người khác cho rằng Hoa Quốc chúng ta là kẻ yếu mặc cho người ta chà đạp. Sau khi Vương Lận nói sơ lược về tính quan trọng của cuộc đàm phán lần này, liền dẫn theo đoàn ngoại giao của mình và Tiêu Chính Văn lên máy bay. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đeo mặt nạ vua Bắc Lương, luôn theo sát phía sau Vương Lận xuống máy bay, đến phòng hội nghị của Liên minh các nước. Một mình Vương Lận đi lên phía trước thì đụng phải Lóc cán bộ ngoại giao của nước Khổng Tước trên hành lang. Dường như Lóc cố tình chặn họ trên hành lang, sau khi nhìn thấy Vương Lận, ông ta liền bước lên đón tiếp, nhìn đối phương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi còn cho rằng là ai muốn tố cáo chúng tôi lên phòng hội nghị, không ngờ lại là ông, các người đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng chúng tôi mới là người bị hại, vậy mà ông lại muốn chúng tôi bồi thường. Lóc bước lên. Tự cho mình là thân phận người bị hại. Trong lần xung đột ở biên giới này, tuy các người đã hy sinh 6 binh lính, nhưng đồng thời, quân Bắc Lương các người cũng tạo nên thương tích cho binh lính của chúng tôi. Số người chúng tôi hy sinh còn nhiều hơn 6 binh lính đã chết của các người, tôi không tìm ông đòi bồi thường thì đã đành, vậy mà ông còn tìm đến chúng tôi. Đợi đó đi, trong cuộc họp lần này tôi cũng phải kiên quyết tố cáo các người. Bắt các người tiến hành bồi thường cho binh lính đã chết của chúng tôi. Sắc mặt Lóc u ám, để lại một câu cảnh cáo với Vương Lận.
Vương Lận cười khinh thường trả lời không chút yếu thế, người chết của các ông đều là bọn nhát gan sợ phiền phức, yếu ớt không có năng lực, người chết của chúng tôi toàn bộ đều là anh hùng, sao có thể so sánh tính mạng hai bên như vậy được chứ? Locke bị câu nói của Vương Lận chọc giận, không nhịn được mà lớn tiếng đáp lại, ông, mạng người không phân biệt giàu nghèo, ông đang sỉ nhục mạng người, ông đang khinh thường nhân quyền. Trong mắt của tôi, mạng của ông không đáng giá một đồng, không chỉ tôi muốn binh lính của các người giết người đền mạng, tôi còn muốn bắt đất nước của các người phải trả giá cho hành động của mình. Sau khi Vương Lận để lại câu đe dọa này, thì dẫn theo người của mình đi đến phòng hội nghị. Câu trả lời ngang ngược như vậy, lập tức khiến không ít người xôn xao. Vương Lận sớm đã đoán được đại sứ của nước Khổng Tước nhất định sẽ đến tìm mình trước, thăm dò nội tình bên mình. Mà nắm đấm mạnh mẽ của Vương Lận đánh ra vừa hay có thể làm bớt đi nhuệ khí của đối phương trước cuộc họp. Trong hội nghị các nước ngày hôm sau, đại diện các nước đều ngồi đầy đủ một phòng, hai nhóm người Locke và Vương Lận vừa khéo lại ngồi ở vị trí đối diện nhau. Locke cầm bản thảo diễn thuyết đứng lên nói, lần này Hoa Quốc bảo chúng tôi bồi thường tiền quả thật là chuyện vô căn cứ, bọn họ đã hy sinh 6 binh lính, nhưng chẳng phải chúng tôi đã hy sinh mấy trăm binh lính sao? Phải là chúng tôi yêu cầu bọn họ bồi thường mới đúng chứ? Tính chất không giống nhau, là các người ném lựu đạn đánh vào biên giới của chúng tôi trước, sau đó lấy danh nghĩa đàm phán, sau khi lừa binh lính của chúng tôi đến doanh trại của các người, đã tạm giữ binh lính của chúng tôi, rồi muốn mượn cớ này đến xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi. Mọi hành động của các người đều có kế hoạch có mưu tính từ trước, thậm chí các người còn công bố với nội bộ nước các người rằng đã chiến thắng anh dũng chống lại kẻ địch. Còn nói quân Bắc Lương của Hoa Quốc không dám đắc tội với ngôn luận của các người. Chuyện này do các người khơi mào thì đừng trách quân Bắc Lương chúng tôi tiến hành phản kích. Giọng của Vương Lận âm vang có lực. Đồng thời ông ta còn đưa ra một tập tài liệu làm bằng chứng, chứng minh nước Khổng Tước ra tay trước, mà những thứ này cũng là nước Khổng Tước cố ý tạo nên, muốn mượn tù binh trong tay đám thuộc hạ để xâm chiếm biên giới quốc gia. Nguyên nhân của chuyện này chính là bọn họ muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng tôi, chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng, nếu không bắt bọn họ bồi thường để bọn họ biết được sai lầm thì sau này sẽ còn có người dùng nhiều cách, tìm nhiều cái cớ hơn để tiến vào lãnh thổ nước khác. Các người đừng quên mở đầu của đại chiến lần trước, chỉ cần một cái cớ thì có thể trở thành lý do xâm chiếm đất nước khác, nếu chuyện này không tiến hành xử phạt, tương lai chắc chắn sẽ có người bắt trước. Vương Lận cố ý lôi chuyện đại chiến lần trước ra, chính là muốn tạo nên sự đồng tình của các nước phương Tây. Hơn nữa lúc tham gia đàm phán, ông ta đã có tự tin khiến cán cân thắng lợi nghiêng về phía mình. Bởi vì ông ta đã tập hợp đầy đủ chứng cứ kế hoạch xâm chiếm Hoa Quốc của nước Khổng Tước, ở trước mặt chứng cứ sẽ không ai có thể nghiêng về Locke. Locke nhìn thấy những chứng cứ này được nêu ra từng cái một, cũng chột dạ một lúc. Vốn dĩ người nước Khổng Tước chết khá nhiều nên được coi là có lý, nhưng nếu bị tra ra là cố ý, vậy lý lẽ này sẽ không vững nữa, các thẩm phán của liên minh các nước cũng sẽ không đứng về phía ông ta. Thế nhưng điều khiến Vương Lận và Locke kinh ngạc là mấy thẩm phán của bồi thẩm đoàn đều đứng về phía nước Khổng Tước. Cho dù đây là kế hoạch của đối phương, nhưng sau đó quân Bắc Lương cũng xâm phạm đến biên giới của nước Khổng Tước, đồng thời giết chết nhân viên cấp cao của đối phương. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu lúc các người bị hãm hại lập tức tổ chức hội nghị liên hợp các nước, có lẽ chúng tôi sẽ đứng về phía các người, nhưng bây giờ các người đã đâm dao về phía đối phương, hai bên vừa là người bị hại cũng là bên khơi mào chiến tranh, chúng tôi sẽ không ủng hộ các người nữa. Nước Khổng Tước chỉ cưỡng ép binh lính của các người, nhưng các người lại xông thẳng vào bộ tư lệnh của người khác, thậm chí còn giết không ít người, nhìn từ điểm này. Chuyện mà các người làm còn xấu xa hơn nước Khổng Tước. Cuối cùng thẩm phán nói, sau khi chúng tôi thảo luận, đưa ra phán quyết dưới đây, mức bồi thường mà Hoa Quốc đề ra với nước Khổng Tước là vô hiệu, 300 triệu tệ tiền bồi thường nước Khổng Tước đề ra cho Hoa Quốc có hiệu lực, trong vòng một tháng phải trả hết khoản tiền bồi thường này. Tin tức này đối với Vương Lận mà nói thì không khác nào sấm chớp giữa trời quang, ông ta yêu cầu bồi thường không chỉ không được ủng hộ, trái lại còn phải bồi thường cho đối phương 300 triệu tệ. Locke phấn khích đập bàn ở bên cạnh, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng với mấy thẩm phán, xem ra bọn họ sớm đã thông đồng với nhau, mục đích là để làm suy yếu lực lượng và tầm ảnh hưởng của Hoa Quốc. Mọi người còn có ý kiến gì khác nữa không? Thẩm phán hỏi. Lúc ông ta chuẩn bị ngồi xuống,
một giọng nói cao ngạo vang lên, tôi có ý kiến. Âm thanh vừa dứt, một bóng người đi lên từ dưới bục. Lúc mọi người nhìn sang thì thấy trên gương mặt người đó đeo một chiếc mặt nạ quỷ, trên dưới toàn thân đều tỏa ra luồng sức mạnh uy nghiêm áp bức vô hình, sát khí khủng khiếp, khiến người ta không ngẩng đầu lên được. Lúc này, hai mắt Tiêu Chính Văn bùng lên lửa giận ngút trời, bước từng bước lên bục, hai chân của thẩm phán mềm nhũn ngồi xuống ghế. Một bóng người Tiêu Chính Văn giống như trăm vạn đại quân, toàn thân toát ra hơi thở đủ để chèn ép trời đất vỡ nát. Khoảnh khắc đó, cả phòng hội nghị liên minh các nước trở nên im lặng. Tiêu Chính Văn tức giận rồi. Hay cho một bồi thẩm đoàn. Hay cho một cuộc họp liên minh các nước. Hay cho một nước Khổng Tước. Không ngờ lại liên hợp với nhau, chèn ép Hoa Quốc. Hơn nữa, kẻ xấu cáo trạng trước, đổi trắng thay đen. Nếu đã như thế, thì không cần đàm phán nữa. Cậu là ai? Ai cho cậu lên đây? Thẩm phán thở nhẹ, tức giận quát mắng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn toàn hội tường với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói, bản soái là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Chương 868, uy hiếp các nước. Vua, vua Bắc Lương. Cả phòng hội nghị lập tức lặng như tờ. Mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác. Vậy mà vua Bắc Lương Hoa Quốc lại xuất hiện trong phòng hội nghị của liên minh các nước. Chiến sĩ ưu tú nhất Hoa Quốc, thần bảo vệ của Bắc Lương, chủ soái mạnh nhất Hoa Quốc, chinh chiến ở chiến trường 5 năm không một trận thua khiến bao người tuyệt vọng. Vô số hàm cấp đều quy tụ vào trên người chàng thanh niên kiên cường này. Lúc Tiêu Chính Văn đứng lên, mọi người đều nghẹt thở, thậm chí có người còn không dám thở mạnh. Cũng là xâm phạm vào lãnh thổ đối phương, cũng là làm chết người, rõ ràng là đối phương khiêu khích trước nhưng các người lại nghĩ chúng tôi nên bồi thường à. Tiêu Chính Văn tức giận, lạnh lùng nhìn thẩm phán chất vấn. Thẩm phán đó không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn, cả người bủn rủn ngồi trên ghế, trán ướt đẫm mồ hôi. Thế có phải chứng tỏ quân Bắc Lương của tôi hôm nào đó nổ pháo qua chỗ các ông, sau đó xâm phạm vào lãnh thổ rồi giết quân đội của các ông, chỉ cần chúng tôi bị tổn thất nhiều hơn các ông cũng phải bồi thường cho chúng tôi, đúng không? Tiêu Chính Văn đưa ra giả thiết. Giả thiết này khiến mọi người trong hội nghị đều rùng mình. Vì giả thiết này quá đáng sợ, dù sao cũng chính miệng Tiêu Chính Văn nói ra. Dù họ không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đại quân 80.000 người của 8 nước bị vua Bắc Lương đánh đuổi vào mấy năm trước, nhưng vẫn nghe nói mãi. Đó là dáng vẻ uy thế đỉnh cao, vô địch thiên hạ. Họ biết rõ 300.000 quân Bắc Lương của Tiêu Chính Văn có khả năng làm chuyện này, hơn nữa cũng có gan làm. Nếu các người làm vậy với Hoa Quốc thì gọi là ăn vạ đấy, mà hành vi ăn vạ phải bị bắt rồi nhốt lại một thời gian, hơn nữa còn có thể bị phạt tiền. Nếu các người nghĩ làm thế không sao cả thì tôi muốn dẫn 300.000 quân Phá Long đi một vòng quanh biên giới các nước, bàn luận với các người xem sao. Tiêu Chính Văn khẽ đè tay lên mặt bàn, khi anh nhấc tay lên thì mặt bàn đã xuất hiện thêm một dấu tay rất sâu. Sức lực khủng khiếp và lực đe dọa đáng sợ này khiến thẩm phán trưởng lăn từ trên ghế xuống đất. Vua Bắc Lương, cậu hãy bình tĩnh, bây giờ thẩm phán trưởng đã có quyết định rồi, nếu cậu muốn ra tay ở đây thì chẳng khác nào tuyên chiến với cả thế giới. Lóc lo rằng Tiêu Chính Văn sẽ đánh thẩm phán trưởng nên mới uy hiếp anh. Trước đó tôi đã nói rồi, không thể để mặc cho Hoa Quốc tiếp tục lớn mạnh. Mọi người nhìn xem kìa, quả nhiên là xuất hiện tai họa ngầm rồi đấy. Bọn chúng là một đám điên cuồng. Cuối cùng cũng lộ mặt thật ra rồi sao? Quả nhiên bọn chúng là đồ lạc loài, vì đường chúng ta đi hoàn toàn khác nhau nên chắc là sẽ bị loại trừ nhanh thôi. Vua Bắc Lương này đáng sợ quá, không biết lát nữa có thể kiện cậu ta tội gây rối trật tự tòa án hay không, để cậu ta biết sự mạnh mẽ của tòa án quân sự của chúng ta. Nhiều đại sứ bên dưới vì khiếp sợ sức mạnh của quân Bắc Lương và Tiêu Chính Văn nên bắt đầu châm chọc bằng lời nói. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn cũng nghe thấy lời bàn luận của những người này, anh không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha, hay ghê, nơi này là hội nghị của liên minh các nước, vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng luật pháp của các ông, chúng tôi sẽ bồi thường số tiền này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lặng lẽ rời khỏi phòng hội nghị. Vương Lận như bị rút cạn sức lực toàn thân, bỗng chốc mềm nhũn ngồi trên ghế. Ông ta không ngờ dù có gọi Tiêu Chính Văn đến cũng không thể cứu vãn được tình thế. Mấy người này một lòng hướng về nước Khổng Tước, đè ép Hoa Quốc.
Ngay lúc Vương Lân cực kỳ không cam lòng với kết quả này thì lại thấy Tiêu Chính Văn vẫn đang cười. Cậu cười cái gì? Bồi thường tiền cho chúng buồn cười thế sao? Vương Lận thấy Tiêu Chính Văn bật cười thành tiếng thì không khỏi nổi giận. Không phải, tôi đang cười họ không tự lượng sức, tôi đang cười họ không biết tốt xấu, cười họ ra vẻ ta đây. Họ cứ mở miệng ra là quy tắc nhưng thật ra đang bị phép tắc khống chế. Nếu ông định giải quyết chuyện này trong cuộc họp quốc tế thì chúng ta cứ giải quyết chuyện này theo cách của họ. Tiêu Chính Văn quả quyết nói. Ý cậu là gì? Vương Lận khó hiểu hỏi. Ngày mai ông sẽ biết thôi. Tiêu Chính Văn cố ý úp úp mở mở. Sáng hôm sau, lúc Lóc vừa định về lại nước Khổng Tước thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Không ổn rồi, đại sứ Lóc, đêm qua, quân Bắc Lương bỗng đánh úp bất ngờ phá hủy bộ tư lệnh và tất cả trạm gác ở đường biên giới của nước Khổng Tước chúng ta, tư lệnh biên giới và các binh lính ở biên giới đều bị bắt đi hết rồi. Nghe thấy tin tức này, Lóc chỉ cảm thấy choáng váng mặt mày, không ngờ Tiêu Chính Văn trả thù nhanh vậy. Ông ta còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe lệnh điều động triệu tập gấp của hội nghị. Khi Lóc ngơ ngác chạy đến hội nghị liên minh các nước thì nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình lúc này lại là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm một tập báo cáo trong tay như đọc thực đơn nói, bên tôi bắt tù binh bên phía địch, hai phó tư lệnh, 6 chỉ huy, hơn 300 quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đội trưởng. Nguyên nhân là một con chó nghiệp vụ bên tôi mất tích, bên tôi xin phép vào lãnh thổ nước Khổng Tước để tìm kiếm, đối phương giả vờ đồng ý, sau đó dẫn quân đánh chúng tôi. Trong tình huống đó chúng tôi buộc phải phản công, cuối cùng địch thất bại, hơn nữa còn bắt được một đám tù binh. Tiêu Chính Văn đứng trên bục dõng dạc nói, nghe có vẻ rất có lý nhưng suy xét cẩn thận thì mấy lời này toàn là cái cớ thôi. Để bắt chẹt đối phương mà bắt hết toàn bộ người trong bộ tư lệnh của đối phương về làm tù binh, đây rõ ràng là khiêu khích. Theo quy định của các ông, cũng là thông lệ quốc tế, binh sĩ bị bắt làm tù binh có thể được chuộc về bằng tiền dựa vào quân hàm, lúc nãy tôi đã tính giúp các ông luôn rồi. Nếu muốn chuộc hết sĩ quan về thì các ông có thể phải bỏ ra 2 tỷ. Đây là mức giá hữu nghị, tôi đã bớt một phần cho các ông xem như là chiết khấu rồi đó. Nếu các ông không muốn chuộc người về cũng không sao, dù sao cũng không phải là binh sĩ của chúng tôi. Nếu tiếc số tiền này thì các ông phải cẩn thận, nếu không sẽ gây ra hậu quả như bạo loạn các kiểu đấy, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc trước. Tiêu Chính Văn đặt danh sách trong tay lên bàn với vẻ mặt vô tội. Tối qua, anh bảo, quân Bắc Lương cố ý tìm cớ vào biên giới nước Khổng Tước, sau đó ra tay với người nước Khổng Tước. Tiếp đó họ huy động hết tất cả lực lượng. Chỉ trong một buổi tối đã đánh hạ được hết sở chỉ huy của nước Khổng Tước. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nở nụ cười nham hiểm nhìn thẩm phán trưởng, ông không định nói vài câu à? Phải rồi, tôi nhớ ông là người đông doanh nhỉ, không xa nước chúng tôi lắm, hôm khác tôi sẽ đích thân đến thăm một chuyến. Thẩm phán trưởng vốn dĩ rất sợ Tiêu Chính Văn, lúc này nghe Tiêu Chính Văn nói đến nước mình thì càng sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Chương 869, bồi thường 2 tỷ. Lóc ở bên cạnh điên cuồng chửi bới, 2 tỷ tệ. Sao cậu không đi cướp luôn đi? Tuyệt đối không thể đồng ý với yêu cầu của cậu ta, thẩm phán, hãy lập tức yêu cầu cậu ta trả lại toàn bộ tù binh và bồi thường tổn thất cho đất nước chúng tôi. Thẩm phán liếc nhìn Lóc, rồi lại nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó quay lại thảo luận với các bồi thẩm viên khác. Sau đó họ đưa ra kết luận trong vòng chưa đầy nửa giờ. Theo quy định của chúng tôi, các người quả thực có thể bỏ tiền ra để chuộc lại tù binh, nếu các người không bỏ ra số tiền 2 tỷ tệ thì những tù binh này sẽ giao cho quân Bắc Lương Hoa Quốc xử lý. Cuối cùng, trước áp lực của Tiêu Chính Văn, thẩm phán đã chọn nghe theo sự sắp xếp của anh. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ông là loại thẩm phán trưởng kiểu gì thế hả? Có còn luật pháp nữa không đấy? Sao có thể bảo nước Khổng Tước chúng tôi bồi thường 2 tỷ tệ chứ? Lóc hét vào mặt thẩm phán trưởng. Vốn dĩ nước Khổng Tước rất nghèo khó, suốt ngày chỉ dựa vào việc ăn chặn, quyệt tiền và chiếm hời ở khắp nơi mới có thể duy trì cuộc sống. Bây giờ lại bắt bọn họ bồi thường 2 tỷ tệ, gần như tương đương với 10% GDP của cả nước. Lóc đến đây với một nhiệm vụ, đó là nhất định phải cắn được một miếng thịt của Hoa Quốc, nếu không làm được mà trái lại còn phải bỏ tiền ra bồi thường thì có thể tưởng tượng được.
ông ta sẽ bị người nước Khổng Tước chửi mắng đến mức độ nào. Ông Locke, xin hãy chú ý lời nói và hành vi của ông, đây là hội trường quốc tế, nếu ông tiếp tục có ác ý khiêu khích sự uy nghiêm của thẩm phán thì đừng trách tôi đuổi cổ ông ra ngoài. Sau khi thẩm phán trưởng bị Tiêu Chính Văn dọa sợ, vốn dĩ đang không có chỗ nào để trút giận, lại bị Locke hét vào mặt nên cơn giận đã không kiềm chế được mà phát tiết. Ông là đồ không giữ chữ tín, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa hết với nhau rồi sao? Locke lo lắng hét lên. Trước khi đến, Locke đã tìm gặp thẩm phán Đông Doanh và nhờ họ giúp đỡ để giành chiến thắng trong cuộc họp. Bọn họ không chỉ hứa sẽ chia 50% khoản tiền bồi thường cho nước Đông Doanh, mà còn đồng ý để nước Đông Doanh xây dựng một căn cứ quân sự ở đất nước Khổng Tước. Không ngờ, thẩm phán Đông Doanh lại trở mặt trước khi cuộc họp kết thúc. Bàn bạc ổn thỏa cái gì chứ? Ông đang nói gì thế hả? Tôi cảnh cáo ông đừng nói năng bậy bạ. Bằng không, tôi sẽ lấy danh nghĩa tòa án công lý quốc tế truy tố ông, bắt ông phải bồi thường cho tổn thất danh dự của chúng tôi. Thẩm phán trưởng cảnh cáo. Ông, được thôi, tôi thua rồi. Khuôn mặt của Locke xám như cho tàn, ngồi trượt dài dưới băng ghế, hoàn toàn không có phong thái của nhà ngoại giao của một quốc gia. Cuối cùng, vị thẩm phán thấy chướng mắt, liền bảo các thành viên khác của nước Khổng Tước đỡ Locke ngồi lên trên ghế. Được rồi, để tôi thông báo kết quả cuộc họp lần này. Quả thật sự việc này là do quân đội nước Khổng Tước khiêu khích trước, binh lính của Hoa Quốc chỉ phòng vệ chính đáng. Hành động của nước Khổng Tước đã vi phạm thỏa thuận hữu nghị quốc tế. Vì vậy, Hoa Quốc sẽ nhận được khoản tiền bồi thường 2 tỷ tệ, có ai có ý kiến gì nữa không? Locke dè dặt liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn Vương Lận, tỏ ý Vương Lận mới là nhân vật quyết định. Không có ý kiến gì. Mặc dù trong lòng Vương Lận đang vui mừng phát điên nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Còn đoàn đại biểu của nước Khổng Tước thì sao? Thẩm phán trưởng liếc nhìn Locke. Locke không nói gì, bởi vì lúc này ông ta không nói nên lời. Ông không lên tiếng thì chứng tỏ đã ngầm thừa nhận. Nếu cả hai bên đều không có ý kiến gì nữa thì hãy ký tên vào văn bản bồi thường này đi. Văn bản này có 3 bản, do tôi, bên bồi thường và bên được bồi thường mỗi bên giữ một bản. Trong vòng 1 tháng bên bồi thường phải bồi thường đủ số tiền này cho bên được bồi thường. Thẩm phán trưởng trao hồ sơ cho hai bên. Được rồi, nếu đã có phán quyết cuối cùng thì tôi tuyên bố kết thúc cuộc hội nghị. Thẩm phán trưởng tuyên bố. Khi thẩm phán trưởng tuyên bố kết thúc cuộc hội nghị, đoàn ngoại giao Hoa Quốc do Vương Lận dẫn đầu đã hét lên những tiếng hoan hô chói tai. Đoàn đại biểu các nước đưa mắt nhìn nhau, cũng vỗ tay tán thưởng. Ngược lại với đoàn ngoại giao Hoa Quốc, đám đại biểu nước Khổng Tước rời vị trí một cách ảo não mệt mỏi, Locke còn bị bọn họ kéo ra ngoài. Sau khi rời khỏi tòa nhà hội nghị, Tiêu Chính Văn và Vương Lận quay trở lại xe. Lần này may mà nhờ có vua Bắc Lương cậu, nếu không có cậu tham gia thì chắc chắn chúng tôi đã rơi vào bẫy của đám người này rồi. Vương Lận có tầm nhìn xa trông rộng. Trước khi cuộc hội nghị diễn ra ông ta nhìn ra được Locke đã hối lộ thẩm phán trưởng của nước Đông Doanh. Đồng thời ông ta cũng thấy được rằng, lần này bọn họ may mắn nhận được khoản tiền bồi thường 2 tỷ tệ, tất cả đều nhờ vào công lao của Tiêu Chính Văn. Chỉ với sức của một mình Tiêu Chính Văn mà đã thay đổi được phán quyết của hội nghị quốc tế, không hổ danh là vua Bắc Lương nổi danh Hoa Quốc. Tôi chỉ cống hiến chút sức lực nhỏ nhoi cho Hoa Quốc thôi mà. Huống hồ, đây cũng là để báo thù cho 6 người anh em đã hy sinh của tôi. Tiêu Chính Văn nói, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh băng. Sức mạnh, quyền lực, trách nhiệm, lòng dũng cảm, tất cả những thứ này cậu đều có hết. Cậu có biết cậu đã có đầy đủ những yếu tố để trở thành ai không? Vương Lận hỏi. Trở thành ai cơ, một chủ soái tài năng? Tiêu Chính Văn đáp. Không, không, không. Cậu đã đủ các yếu tố để trở thành con rể của tôi. Vương Lận cười nói. Ồ, đại sứ Vương, ông đừng đùa với tôi như vậy, tôi đã kết hôn rồi, chúng ta đổi chủ đề đi. Tiêu Chính Văn im lặng một lúc. Ha ha ha, vừa nãy còn là vua Bắc Lương bất khả chiến bại, tại sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này rồi? Yên tâm đi, tôi chỉ đùa với cậu chút thôi. Vương Lận mỉm cười. Nhưng thật ra, trong lòng ông ta rất muốn Tiêu Chính Văn trở thành con rể của mình. Tôi vẫn nên báo cáo tin vui này với các anh em của tôi càng sớm càng tốt. Tiêu Chính Văn lập tức lấy máy tính bảng ra, nhân cơ hội đổi đề tài.
Ở bên phía Bắc Lương xa xôi, Long Nhất nhận được cuộc gọi video từ Tiêu Chính Văn, anh ta chiếu màn hình lên một bức tường lớn để tất cả binh lính Bắc Lương đều có thể nhìn thấy. Chủ soái, Long Nhất nhìn thấy Tiêu Chính Văn trên màn hình lớn, những binh lính Bắc Lương còn lại cũng chăm chú nhìn anh với vẻ mặt kích động và mong đợi. Các chiến hữu, hội nghị quốc tế vừa kết thúc, tôi đem về cho các cậu một tin tức tốt lành đây. Chúng ta đã giành chiến thắng, quân đội nước Khổng Tước sẽ phải bồi thường cho chúng ta khoản tiền 2 tỷ tệ. Đây không chỉ là thắng lợi của Hoa Quốc chúng ta, mà còn có sự đóng góp của mỗi binh lính Bắc Lương, các cậu đều có công lao lớn, các cậu đều rất giỏi. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang dội khắp vùng đất Bắc Lương, vang vọng rất lâu, rất xa. Tuyệt quá! Binh lính Bắc Lương hét lên vui sướng, trong lòng tràn đầy cảm giác vô cùng tự hào. Sau đó, Tiêu Chính Văn trò chuyện với binh lính Bắc Lương một lúc rồi tắt máy. Vương Lận vẫn luôn ngồi bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Sao ông ta có thể không nhìn ra được, những binh lính Bắc Lương này sùng bái Tiêu Chính Văn đến mức độ cuồng nhiệt như nào chứ? Một tổng chỉ huy có thể đạt đến trình độ như Tiêu Chính Văn thì quả thực cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa. Tiêu Chính Văn, cậu thật giỏi. Thường ngày Vương Lận sẽ không trực tiếp khen ngợi người khác, nhưng sau khi tiếp xúc với Tiêu Chính Văn lần trước và lần này, ông ta vẫn luôn miệng khen ngợi anh. Ồ, sao đại sứ Vương lại nói vậy? Tiêu Chính Văn cười hỏi. Tôi cũng được coi là người từng trải, gặp vô số chuyện trên đời. Tôi thấy rằng thực lực của quân Bắc Lương vô cùng hùng mạnh, hơn nữa lại đoàn kết một lòng, chắc chắn không thể tách rời với cách thức chỉ huy điều hành quân đội của cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã làm như thế nào được không? Vương Lận hỏi. Ông đang nói đến cái này à? Thật ra không có cách thức chỉ huy gì cả. Nếu nói có thì chỉ có 14 chữ, coi bọn họ như người thân, đối đãi với bọn họ như bạn bè. Chỉ khi coi bọn họ là những người thân thiết nhất, tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể nhận được sự tín nhiệm của bọn họ, Tiêu Chính Văn đáp. Coi bọn họ như người thân, đối đãi với bọn họ như bạn bè. Hay, hay lắm, cậu nói rất hay. Tôi hy vọng sau này cậu có thể đến những doanh trại khác để diễn thuyết, giúp các tổng chỉ huy ở các chiến khu khác học tập đạo lý này của cậu, Vương Lận nói. Thực ra không cần như vậy đâu, mỗi một chiến khu đều có những đặc điểm riêng, vẫn cần phân tích các vấn đề cụ thể. Ví dụ chiến khu Nam Lĩnh của Hắc Long thì hoàn toàn được khích lệ bởi ý chí chiến đấu. Tinh thần chiến đấu của bọn họ rất cao. Nhưng có một điểm chung là ông phải hoàn toàn tin tưởng vào họ. Tiêu Chính Văn nói. Chương 870, hẹn gặp ở Phục Long Cốc. Vương Lận gật đầu bày tỏ sự đồng tình, nếu một quân đội mà không tin tưởng lẫn nhau, không dám trao niềm tin ở phía sau cho chiến hữu thì đội quân đó có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh chứ? Được rồi, chuyện lần này xem như đã thành công viên mãn, chúng ta cũng về thôi, Vương Lận nói. Lúc này trong một căn biệt thự, có vài người mặc đồ vest ngồi lại với nhau, họ đến từ các quốc gia khác nhau. Nếu Tiêu Chính Văn và Vương Lận đến thì có thể nhận ra Locke và thẩm phán trưởng đều ở đây. Thẩm phán trưởng, rốt cuộc chuyện này là thế nào, trước khi họp chúng ta đã nói ông sẽ giúp chúng tôi thắng kiện và nhận được khoản bồi thường. Sao đến cuối cùng lại giúp mấy tên Hoa Quốc chết tiệt đó chứ? Locke bất mãn nói. Hừ, ông có thể động não chút được không? Ông chưa từng nghe đến cái tên Tiêu Chính Văn à? Cậu ta là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, cũng là ác mộng của các nước. Nếu chọc giận cậu ta sẽ liều mạng cắn ông như chó điên đấy. Sắc mặt thẩm phán trưởng rất khó coi. Vậy phải làm sao? Lẽ nào để chúng tôi bị thiệt sao? Tôi không cam lòng. Locke vỗ ngực, dậm chân nói. Được rồi, đừng kêu ca nữa, tôi nói này, nước Khổng Tước các ông nghèo là có lý do cả đấy, bất cứ chuyện cũng không chịu động não mà cứ khăng khăng cứng nhắc, chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của Stephen đi. Thẩm phán trưởng nhìn sang người đàn ông tóc vàng nãy giờ vẫn không phát biểu ý kiến. Cá nhân tôi nghĩ không thể trách ông Locke được, ai bị ức hiếp như thế cũng không cam lòng cả. Stephen thờ ơ nói. Thế ý ông là gì? Locke mừng rỡ, nghe giọng Stephen rõ ràng là đứng về phía ông ta. Stephen là cán bộ ngoại giao Mỹ quốc, rất có quyền lực, cũng có nhiều mối quan hệ trên trường quốc tế. Nếu được ông ta giúp đỡ, cũng có thể tùy tiện đối phó với vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Tôi đã liên hệ với đội đột kích biển của Mỹ quốc chúng tôi rồi,
trước khi Tiêu Chính Văn và Vương Lận rời khỏi đây, họ sẽ âm thầm giết hai người đó. Đây cũng là quyết định của Hiệp hội cấp cao 9 nước, tuyệt đối không thể để Tiêu Chính Văn sống sót rời khỏi đây. Stephen nói, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, đồng thời làm động tác cắt cổ. Thật sao, thế thì quá tốt rồi, nếu có thể giết chết bọn chúng, chúng ta có thể lấy được thỏa thuận bồi thường, vậy thì khoản bồi thường 2 tỷ hoàn toàn không có giá trị nữa. Locke đập tay vui mừng nói. Nhưng tôi cũng có điều kiện, nếu chuyện thành công thì tôi muốn nước Khổng Tước đồng ý cho chúng tôi xây dựng 3 căn cứ quân sự ở vùng ngoại ô đất nước các ông. Nếu không thành công, cũng phải đồng ý cho chúng tôi xây dựng 1 căn cứ quân sự. Stephen nói. Chuyện này. Locke hơi khó xử, nếu đồng ý với điều kiện của Stephen thì chẳng phải họ sẽ lệ thuộc vào Mễ Quốc sao? Đừng nghĩ chúng tôi chiếm hời. Nếu chúng tôi xây dựng căn cứ quân sự trong nước các ông thì cũng có thể bảo vệ cho các ông, hơn nữa một khi chúng tôi nghiên cứu được loại vũ khí mới nhất, cũng sẽ chia sẻ với các ông. Stephen nói, thật à, thế tôi đồng ý. Mắt Locke sáng lên, Mỹ Quốc là cường quốc hàng đầu thế giới, nếu có thể có quan hệ tốt với họ, quả thật là rất có lợi. Hứa rồi đấy nhé, ông ký vào thỏa thuận này đi. Stephen đặt một tờ thỏa thuận trước mặt Locke. Locke đọc bản thỏa thuận, cắn răng rồi ký tên vào đó. Stephen mỉm cười cầm lấy bản thỏa thuận. Xe của Tiêu Chính Văn và Vương Lận chạy trên vùng đồng bằng rộng lớn của Mễ Quốc, họ đi qua con đường này để đến sân bay gần nhất. Đường ở Mễ Quốc rộng thật, thích hợp để chạy xe với tốc độ cao. Vương Lận nói, thật không? Tiêu Chính Văn bỗng có cảm giác nguy hiểm đang liên tục ép sát về phía mình. Mà Vương Lận lại không cảm nhận được sự nguy hiểm này, chỉ có người từng trải qua sinh tử như Tiêu Chính Văn mới có thể có cảm giác nhạy cảm như vậy. Ngay sau 2-3 giây cảm nhận được mối nguy hiểm thì anh bỗng thấy trước mắt có gì đó xoẹt qua. Không ổn. Tiêu Chính Văn lập tức phản ứng, kéo đầu Vương Lận đang lái xe xuống. Vương Lận đang lái xe chưa kịp phản ứng, vô lăng trong tay mất khống chế, xe cũng bị chệch hướng. Cốp! Một viên đạn bắn vào cửa kính trước, theo đó kính vỡ nát. Tiêu Chính Văn dẫn theo Vương Lận nhảy ra khỏi xe, ngồi xuống núp bên cạnh xe. Chúng ta bị tấn công rồi, đối phương có tay súng bắn tỉa. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Cái gì, sao lại như thế? Vương Lận hỏi. Xem ra có người không muốn để chúng ta an toàn trở về nhận tiền bồi thường. Tiêu Chính Văn lập tức nói. Đâu ra cái lý đó chứ? Thế chúng ta nên làm sao bây giờ? Cách thức ngoại giao của Vương Lận rất phong phú nhưng gặp phải chuyện như này tự dưng đầu óc trở nên trống rỗng. Không sao, ông cứ ở đây là được, tôi đi giải quyết bọn chúng. Tiêu Chính Văn nhạy bén phát hiện ra đối phương đứng sau một đống rơm quan sát. Anh lặng lẽ đi đến cạnh tay súng bắn tỉa rồi bẻ cổ hắn. Tay súng bắn tỉa không ngờ Tiêu Chính Văn đã nhìn ra lớp ngụy trang của mình. Hơn nữa còn lặng lẽ đi đến phía sau hắn. Sau khi Tiêu Chính Văn giết chết tay súng bắn tỉa đó, những tên sát thủ khác cũng phát hiện ra vị trí của anh, lập tức nổ súng vào anh. Muốn chết hả? Tiêu Chính Văn thấp giọng nói, sau đó tiện tay cầm một con dao găm phóng ra ngoài, viên đạn bắn về phía Tiêu Chính Văn lại bị con dao găm cắt đứt làm đôi trong không trung. Tiêu Chính Văn cầm dao thong thả đi đến chỗ mấy tên sát thủ. Chuyện gì vậy? Hắn có thể đỡ đạn bằng tay không à? Một tên sát thủ kinh ngạc hô lớn. Mục tiêu quá mạnh, rút. Sát thủ cầm đầu biết không thể đối phó với Tiêu Chính Văn nên lập tức ra lệnh rút lui. Nếu đã đến thì đừng hòng chạy thoát. Tiêu Chính Văn nhảy lên, sau đó đập vào sau gáy từng người khiến chúng ngất xỉu. Bốp! Mười mấy sát thủ đeo mặt nạ bị trói đem đến trước mặt Vương Lận. Vương Lận há hốc mồm nhìn Tiêu Chính Văn. Giải quyết nhanh vậy sao? Vương Lận không thể tin được nói. Đối phó với mười mấy người này mà còn tốn nhiều sức lực thì tôi có thể nhường lại vị trí vua Bắc Lương cho người khác rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạo. Vương Lận giơ ngón cái lên với Tiêu Chính Văn, sau đó bắt đầu tra khảo mấy tên sát thủ này. Nói, ai sai bọn mày đến? Vương Lận hỏi. Cút, người Hoa Quốc chết tiệt, đừng nghĩ có thể moi móc được gì từ bọn tao. Một tên sát thủ nhổ nước bọt. Ôi, đại sứ Vương, ông tra khảo như thế là không được, nhìn tôi này. Tiêu Chính Văn đẩy Vương Lận ra, đi đến trước mặt sát thủ.
Đừng nghĩ nổi người là có. Sát thủ vừa định nói. Hắn chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã giẫm lên chân hắn. Rắc, rắc. Mười mấy đôi mắt trong đó có Vương Lận nhìn thấy Tiêu Chính Văn đạp lên tay chân của tên sát thủ đó đến mức gãy lìa. Ừng ực. Mấy tên sát thủ khác đều nuốt nước bọt khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của tên sát thủ đầu tiên. Thế mày có đồng ý nói không? Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi, lộ ra hàm răng trắng sáng. Nhưng tên sát thủ thứ hai lại thấy nụ cười của Tiêu Chính Văn hệt như thần chết đến từ địa ngục. Tôi nói, bọn tôi được Stephen sai đến. Stephen là cán bộ ngoại giao của Mỹ Quốc, bọn tôi là sát thủ do ông ta thuê đến để giết các anh. Tên sát thủ thứ hai lập tức nói, hắn sợ nói muộn chút nữa thì sẽ có hậu quả giống tên đầu tiên. Ồ, Mỹ Quốc à, tốt lắm, giờ bọn mày có thể đi gặp Thượng Đế rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn đánh chết đám sát thủ. Cậu, cách làm này của cậu cũng. Vương Lận toát mồ hôi lạnh, cũng may Tiêu Chính Văn và ông ta không phải là kẻ thù. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn nói. Hai người lên xe mới nhận ra không thể nổ máy chạy được nữa nên gọi điện để máy bay chuyên dụng của Hoa Quốc đến đón họ. Nhìn mảnh đất Mỹ Quốc càng xa dần, Tiêu Chính Văn biết chuyến đi cho khoản bồi thường lần này đã kết thúc. Còn mối thù truy sát của Mỹ Quốc thì sớm muộn gì Tiêu Chính Văn cũng sẽ trả. Sau khi về đến Giang Trung, Khương Vi Nhan đưa một bức thư cho Tiêu Chính Văn nói, chồng ơi, hai ngày anh không ở nhà, có người gửi bức thư này cho anh. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhận thư trong tay Khương Vi Nhan, anh mở ra đọc, nội dung chỉ có mấy chữ ngắn gọn. Gặp ở Phục Long Cốc. Ký tên, Viên Thiên Kiệt. Chương 871, chém vua Bắc Lương. Viên Thiên Kiệt. Gia chủ nhà họ Viên. Sao ông ta lại ở Giang Trung? Hơn nữa còn đưa thư cho Khương Vi Nhan. Nói cách khác, lúc anh không ở đây, bán bộ thiên vương như Viên Thiên Kiệt đã tiếp cận Khương Vi Nhan. Lúc này, sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, cơ thể khẽ run lên, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Bán bộ thiên vương muốn ra tay với Khương Vi Nhan, cho dù đám Long Lân theo sát cạnh bảo vệ cũng không phải là đối thủ của Viên Thiên Kiệt. Nếu Viên Thiên Kiệt thật sự muốn dùng Khương Vi Nhan để uy hiếp anh thì hậu quả bây giờ nhất định rất khủng khiếp. Sau khi hít sâu một hơi, Tiêu Chính Văn cất lá thư đi, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười khó coi. Chồng à, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Nhìn sắc mặt anh tệ quá, có phải mấy ngày nay mệt quá không? Khương Vi Nhan cũng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Tiêu Chính Văn, lo lắng hỏi. Tiêu Chính Văn mỉm cười, lắc đầu nói, không sao, em đi chơi cùng Nana trước đi. Khương Vi Nhan gật đầu, quay người rời đi. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng trên bãi cỏ trong biệt thự, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt lạnh băng. Long Lân, Tiêu Chính Văn gọi trong bóng tối. Một tiếng xào xạc vang lên. Long Lân nhanh chóng từ sau bước tới, Long Vương có gì dặn dò. Thông báo cho Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt nhanh chóng đến Giang Trung, bảo vệ Khương Vi Nhan. Ngày mai cậu cùng tôi đi một chuyến đến Phục Long Cốc để gặp một người. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Rõ, thuộc hạ sẽ thông báo ngay. Long Lân trả lời rồi vội vàng truyền lệnh của Tiêu Chính Văn cho ba vị Long Tôn còn lại. Sau đó, Long Lân hỏi, Long Vương, đã xảy ra chuyện gì mà phải lo lắng như vậy? Tiêu Chính Văn đưa bức thư cho Long Lân đọc qua, sắc mặt liền thay đổi, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói, là thuộc hạ bảo vệ không cẩn thận, xin Long Vương trách phạt. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Long Lân, ra hiệu cho anh ta đứng dậy, nói, không liên quan đến cậu. Viên Thiên Kiệt là bán bộ thiên vương, cậu không phải là đối thủ của ông ta. Mục tiêu của ông ta là tôi. Nếu không ông ta đã ra tay với các cậu từ lâu rồi. Long Lân đứng dậy, nhìn Tiêu Chính Văn nói, vậy chúng ta phải làm gì để đối phó với ông ta? Tên Viên Thiên Kiệt này chắc chắn đã sắp xếp mai phục, chúng ta có nên chuẩn bị gì để đối phó không? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, ở trước mặt bán bộ thiên vương, chuẩn bị gì cũng vô ích. Ngày mai, xem thế nào rồi xử lý. Rõ. Long Lân đáp. Sáng sớm ngày hôm sau. Tiêu Chính Văn và Long Lân ngồi trong chiếc xe jeep của quân khu, đi thẳng đến Phục Long Cốc ở Giang Trung. Đây là một sơn cốc được bao bọc bởi những dãy núi màu ngọc bích trải dài, vì
vì trông giống như một con rồng đang nằm trên mặt đất nên đặt tên là Phục Long Cốc. Trong lịch sử, nơi đây cũng có nhiều điển cố phong phú. Trong mấy nghìn năm ở Hoa Quốc, có không dưới 10 đại tướng, nguyên soái mất ở đây. Họ đều là những vị tướng bất khả chiến bại từng thống lĩnh vạn quân. Cho nên, Phục Long Cốc này cũng là vùng đất vô cùng khốc liệt. Hôm nay, Viên Thiên Kiệt hẹn Tiêu Chính Văn ở đây, có mục đích gì thì không cần nói cũng biết. Chính là muốn Tiêu Chính Văn chết ở nơi này. Núi xanh chôn xương, sóng xanh bọc xác. Lúc này, chiếc xe jeep quân sự đang chạy trên đường núi nhanh chóng đến địa điểm cách Phục Long Cốc 500 mét. Chiếc xe dừng lại cuốn lên một lớp bụi và cát. Tiêu Chính Văn và Long Lân xuống xe, nhìn núi non và địa hình xung quanh. Bốn phía đều có cảm giác đè nén khó tả, khiến trong lòng Tiêu Chính Văn thấp thỏm không yên. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước lên, đi dọc theo con đường núi hẹp đến Phục Long Cốc. Sau khi đi bộ khoảng 5 phút, anh nhìn thấy bên ngoài cửa cốc có một ngôi đình nghỉ mát, bên trên viết to ba chữ, Đình Phục Long. Đây chính là Đình Phục Long nổi tiếng. Có bao nhiêu nhân vật lịch sử đã xuống ngựa dừng chân ở đây, rồi còn có người được an táng ở Phục Long Cốc phía sau ngôi đình này. Lúc này, trong ngôi đình có một người đàn ông trung niên đang uống trà. Tiêu Chính Văn bước đến, nhìn người đàn ông trung niên, rồi ngồi xuống. Không phải ai khác, ông ta chính là Viên Thiên Kiệt. Viên Thiên Kiệt thấy Tiêu Chính Văn đến, cũng mỉm cười, đưa tách trà cho Tiêu Chính Văn, nói chủ soái Tiêu, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Không ngờ thực lực của cậu lại đột phá nhanh đến vậy, đã là bán bộ thiên vương rồi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn tách trà, cười lãnh đạm nói, gia chủ Viên, hôm nay tìm bản soái là có chuyện gì? Anh nói xong, xung quanh trở nên im ắng. Viên Thiên Kiệt nhẹ nhàng đặt tách trà sang một bên, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Chính Văn, nói, đương nhiên là giết rồng. Vừa nói xong, một làn gió núi lạnh lẽo thổi qua ngôi đình của Phục Long Cốc. Tiếng gió rít lên như có hàng vạn binh mã, chém giết thảm thiết làm loạn lòng người. Điều đáng sợ hơn là âm thanh cuối cùng như tiếng rồng gầm, nhưng lại rất thê lương. Bầu trời lúc này cũng đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng u ám. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy, bưng tách trà trên bàn lên uống một hớp, hỏi, giết con rồng nào vậy? Con rồng kiêu hãnh của quân đội Hoa Quốc. Viên Thiên Kiệt nói, nở nụ cười lạnh tanh. Quân đội Hoa Quốc có 5 con rồng, không biết gia chủ Viên đang nói đến con rồng nào. Tiêu Chính Văn hỏi tiếp, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Viên Thiên Kiệt cười nói, đương nhiên là con rồng Bắc Lương có triệu quân chấn động 8 nước. Vừa nói xong, toàn hộ không gian trở nên tĩnh mịch. Cạch, Tiêu Chính Văn đặt mạnh tách trà xuống, ánh mắt lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, gia chủ Viên, tôi và ông bây giờ đều là bán bộ thiên vương, ông thật sự muốn giết tôi ở đây sao? Viên Thiên Kiệt cười nói, vua Bắc Lương, cậu nói không sai, tôi quả thật không ngờ cậu có thể thăng cấp lên bán bộ thiên vương trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hôm nay, người muốn giết cậu, không chỉ có một mình tôi. Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi tới. Đột nhiên lông mày của Tiêu Chính Văn nhíu mại, thần kinh trở nên căng thẳng. Bởi vì anh cảm nhận được trong Phục Long Cốc có 3 luồng sức mạnh đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều là bán bộ thiên vương. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhìn thấy 3 bóng người xuất hiện trong Phục Long Cốc, tất cả đều mang theo khí thế hủy diệt của bán bộ thiên vương, từng bước ra khỏi trong hang cốc mù mịt. Lúc này, mây đen đột nhiên cuộn trào, phủ kín bầu trời. Khiến cả Phục Long Cốc trở nên u ám. Như thể cả bầu trời sắp sụp đổ. Tầng mây cuộn trào kia như xuất hiện 4 cái đầu quỷ hư ảo, hung ác hướng mặt về phía đỉnh Phục Long. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn 3 bóng người bước ra từ trong Phục Long Cốc, ánh mắt trở nên u ám và sắc bén hơn. Viên Thiên Kiệt cũng cười khẩy nói, vua Bắc Lương, bây giờ cậu nghĩ chúng tôi vẫn không thể giết chết con rồng Bắc Lương sao? Rầm. Lúc này 3 vị gia chủ còn lại cũng đã bước vào trong ngôi đình. Trong chốc lát, trong ngôi đình cuộn trào lên 4 luồng sức mạnh khủng khiếp. Lúc này, gia chủ của 4 gia tộc lánh đời lớn ở Hoa Quốc, đều là bán bộ thiên vương, đang tề tựu ở đình Phục Long. Mục tiêu là chém vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Chương 872, giao đấu với 4 bán bộ thiên vương. Thấy 3 vị bán bộ thiên vương đứng sừng sững trước mặt, Tiêu Chính Văn cười nhạt,
nói, không ngờ, Tiêu Chính Văn tôi lại có thể làm phiền đến bốn gia chủ cùng nhau ra tay. Lúc này, mắt Long Lân đã đầy vẻ hung ác, đứng sát bên cạnh Tiêu Chính Văn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, kéo dài thời gian để Tiêu Chính Văn rời khỏi đây. Viên Thiên Kiệt cười khẩy, nói, vua Bắc Lương, hôm nay Phục Long Cốc này sẽ là nơi chôn xương của cậu, cậu chết chắc rồi. Nếu muốn giữ toàn thây thì giao mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục trong tay cậu ra đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tha cho vợ con và người thân của cậu. Thế nào? Nói xong, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói, gia chủ Viên, ông nghĩ rằng bản soái sẽ đồng ý với yêu cầu của ông sao? Viên Thiên Kiệt bật cười, nói, nếu đã như vậy, thì đừng trách bốn người chúng tôi ra tay tàn ác với chủ soái Tiêu. Vừa dứt lời, Viên Thiên Kiệt đánh đòn phủ đầu, đập mạnh một phát lên bàn đá trước mặt. Bỗng nhiên bàn đá chia năm xẻ bảy, đá vụn bay lên trời, cách không trung nơi bị Viên Thiên Kiệt vung một đấm, giống như bị một sức mạnh vô hình hoặc luồng hơi thở khủng khiếp khống chế, bỗng nhiên toàn bộ mảnh đá vụn bắn về phía Tiêu Chính Văn. Không đợi Tiêu Chính Văn ra tay, lúc này Long Lân ở bên cạnh đã rút hai con dao găm bên hông ra chắn trước mặt Tiêu Chính Văn, giận dữ hét, Long Vương. Anh đi trước đi. Dứt lời, anh ta chặn đánh những mảnh đá vụn kia. Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm bắn ra bốn phía. Xoạt xoạt xoạt. Toàn bộ những mảnh đá vụn đều bị Long Lân tách ra. Viên Thiên Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này giận dữ hét lớn, chủ soái địa cấp 3 sao nhỏ bé mà cũng dám ra tay trước mặt tôi sao? Tự tìm đường chết. Sau đó, Viên Thiên Kiệt tức giận nhảy bật lên, tung ra một quyền mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, đánh thẳng vào lồng ngực của Long Lân. Cú đấm này có tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn chứa sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Khoảnh khắc đó giống như tất cả không khí xung quanh đều bị đòn đánh này chiếm đoạt, cứ như núi lở, đánh thẳng vào lồng ngực của Long Lân. Ánh mắt của Long Lân nheo lại, cho dù anh ta đã là chủ soái địa cấp 3 sao, nhưng đối mặt với cú đấm bán bộ thiên vương mạnh mẽ của Viên Thiên Kiệt, vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm và khó khăn cực lớn. Cú đấm này đủ để khiến cường giả chủ soái dưới 5 sao nổ tung. Đây chính là sức mạnh của bán bộ thiên vương. Sự khủng khiếp của bán bộ thiên vương. Long Lân nhanh chóng muốn lùi về sau, nhưng lại cảm thấy quanh mình có một cảm giác không khí áp bách vô hình, ép mình đứng tại chỗ, không cách nào cử động. Mà cú đấm trước mặt này đã giống như sóng to gió lớn, đánh thẳng vào lồng ngực của anh ta. Nếu đánh chúng thì đủ để khiến lồng ngực Long Lân nổ tung. Chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh Long Lân, nói một câu, gia chủ Viên, có phải ông nôn nóng quá rồi không? Nói xong, Tiêu Chính Văn ra tay. Anh giơ tay đẩy Long Lân ra, đồng thời tung cú đấm bên tay trái, một tiếng ầm vang lên, nhắm thẳng vào cú đấm của Viên Thiên Kiệt. Khoảnh khắc đó, cả đình Phục Long vang lên âm thanh cực lớn như nổ hạt nhân, khiến núi trong phạm vi 10 km quanh Phục Long Cốc chấn động. Hai cú đấm chạm nhau, khí thế và sức mạnh của hai người khiến cả đình Phục Long như gặp động đất. Sau âm thanh chấn động đó, lấy nắm đấm của hai người chạm nhau làm trung tâm, tản ra xung quanh một làn sóng và áp lực vô hình khủng khiếp. Ngay cả cây cỏ hoa lá xung quanh cũng bị sức mạnh vô hình đang tỏa ra này làm chấn động đến mức siêu vẹo. Chim trong phạm vi 10 km cũng giống như chim sợ cành cong, bỗng nhiên bay lên không trung kêu lớn. Viên Thiên Kiệt cũng lùi về sau nửa bước. Còn Tiêu Chính Văn ngồi trên tảng đá, không hề nhăn mặt. Cảnh tượng này cũng khiến ánh mắt Viên Thiên Kiệt và ba vị gia chủ đeo mặt nạ còn lại run rẩy. Vua Bắc Lương mạnh thật. Cú đấm này lại đánh thắng bán bộ thiên vương Viên Thiên Kiệt. Phải biết rằng, Viên Thiên Kiệt đạt tới cảnh giới bán bộ thiên vương đã mấy năm nay. Mà Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ mới đạt tới cảnh giới này trong 1-2 tháng ngắn ngủi, vậy mà lại có thể thắng. Quá khủng khiếp. Chàng trai này quả nhiên là một tên yêu nghiệt. Nếu để cậu ta tiếp tục lớn mạnh thì hậu quả không thể tưởng tượng. Thêm một khoảng thời gian nữa nói không chừng cậu ta sẽ vượt xa cảnh giới bán bộ thiên vương, đạt đến cảnh giới thiên vương thật sự. Đến lúc đó, bốn gia tộc lớn cũng sẽ đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Cho nên lúc này, ba vị gia chủ còn lại cũng lập tức bước lên một bước, ba đôi mắt dưới mặt nạ tràn đầy vẻ sắc sảo và lạnh lẽo. Trong số đó, một người với dáng vẻ anh tuấn, toàn thân mặc trang phục thời Đường màu đỏ mận,
mang mặt nạ hỏa diệm, giọng nói trầm ổn, quát lên, vua Bắc Lương, khoanh tay chịu trói đi. Hôm nay, bốn vị bán bộ thiên vương chúng tôi đủ để chém chết cậu ở đây. Đừng phản kháng vô ích, sẽ không có ai cứu cậu đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, thì tôi có thể tự quyết định tha cho cậu một con đường sống, chỉ phế bỏ chiến lực của cậu, để cậu trở thành người bình thường, yên ổn trải qua một đời, cậu thấy thế nào? Vừa dứt lời, ba vị gia chủ khác đều nhìn sang bóng người đeo mặt nạ hỏa diệm kia. Viên Thiên Kiệt lập tức nhăn mặt, nhíu mày, lạnh lùng nói, gia chủ Đường, ông muốn làm gì? Ông còn muốn thả thằng danh Tiêu Chính Văn này sao? Ông đừng quên, cậu ta là cháu của Tiêu Long. Tiêu Long bây giờ sống chết không rõ, rất có thể là còn sống. Hơn nữa, khi Tiêu Long mai danh ẩn tích, ông ta đã là thiên vương rồi. Bây giờ, có thể đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Nếu chúng ta không diệt cỏ tận gốc, Tiêu Long tìm đến thì chúng ta đều sẽ đứng trước tai họa lớn hơn. Vừa dứt lời, ánh mắt của gia chủ Đường cũng nheo lại, giống như đang suy nghĩ gì đó. Một ông lão có dáng người hơi cong khác, đứng chắp tay sau lưng, thái độ thản nhiên, nói, hai vị không cần tranh cãi, bắt tên nhóc Tiêu Chính Văn này lại trước rồi quyết định cũng không muộn. Nghe vậy, bốn vị gia chủ đều gật đầu, sau đó toàn thân toát ra sát khí đáng sợ ngút trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm. Bỗng chốc, Tiêu Chính Văn cảm nhận được bốn luồng hơi thở lớn mạnh vô cùng đáng sợ đang khóa chặt cơ thể anh. Không hổ danh là bốn cường giả bán bộ thiên vương. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được mối nguy hiểm và cảm giác bức bách trước nay chưa từng có. Một mình đấu với bốn vị cường giả bán bộ thiên vương, cho dù là Tiêu Chính Văn có bản lĩnh phi thường cũng không cách nào chiến thắng. Suy cho cùng, anh cũng chỉ có sức mạnh của bán bộ thiên vương. Giết! Viên Thiên Kiệt giận dữ hét lên một tiếng, lại một lần nữa dẫn đầu ra tay. Lần này, ông ta đá mạnh vào Tiêu Chính Văn, khí thế hùng hổ như phá núi. Gia chủ Đường dáng người khôi ngô kia cũng theo sau ra tay, cơ thể khẽ chuyển động, giơ tay muốn tóm lấy cổ của Tiêu Chính Văn. Gia chủ nhà họ Đông Phương cười khẩy trong lúc giơ tay, lòng bàn tay bắn ra mười mấy kim bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng về phía mười mấy huyệt đạo lớn của cơ thể Tiêu Chính Văn. Chỉ cần đâm vào mười mấy huyệt đạo này, cho dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh phi thường, cũng không cách nào ra ngoài. Mà gia chủ nhà họ Cơ dáng người cao gầy, thở dài bất lực dưới mặt nạ màu trắng thanh tú, nói, vì tương lai của nhà họ Cơ, tôi cũng không thể không ra tay. Dứt lời, gia chủ nhà họ Cơ cũng ra tay bất ngờ, bàn tay trong ống tay áo tung ra nắm đấm mang theo sức mạnh to lớn, đánh thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Bốn vị bán bộ thiên vương gần như ra tay cùng lúc. Tiêu Chính Văn gặp nguy rồi. Chương 873, thuộc hạ nguyện chết vì Long Vương. Bốn cường giả bán bộ thiên vương bỗng tấn công Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhướng mày, cũng ra tay phản đòn. Anh giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh phóng ra tạo thành một đường cong hình tròn màu bạc giữa không trung. Con dao quân đội sắc bén đánh thẳng vào một chân của Viên Thiên Kiệt. Cùng lúc Tiêu Chính Văn phóng con dao quân đội năm cạnh ra, tay trái của anh cũng đánh trả lại đòn tấn công của gia chủ nhà họ Đường, còn tay phải lại rút mười mấy cây kim châm từ thắt lưng ra tạo thành từng luồng ánh sáng bạc bắn về phía mười mấy cây kim bạc của gia chủ nhà họ Đông Phương. Đồng thời, sau khi phóng mười mấy cây kim châm ra, nắm đấm tay phải của Tiêu Chính Văn tấn công vào cú đấm của gia chủ nhà họ Cơ. Một mình Tiêu Chính Văn phản công lại bốn bán bộ thiên vương ngay tức khắc. Gần như ngay sau đó, Viên Thiên Kiệt bị con dao quân đội năm cạnh của Tiêu Chính Văn ép phải lùi lại. Gia chủ nhà họ Đường cũng bị tay trái của Tiêu Chính Văn giữ chặt. Giữa không trung, mười mấy cây kim bạc của gia chủ nhà họ Đông Phương cũng va chạm với mười mấy cây kim châm của Tiêu Chính Văn tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, bắn ra bốn phía. Đòn đánh của gia chủ nhà họ Cơ cũng bị cú đấm bên tay phải Tiêu Chính Văn hóa giải nguy cơ. Một người chặn được đòn tấn công của bốn bán bộ thiên vương chỉ trong thoáng chốc. Bốn vị gia chủ đều biến sắc, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ hiện lên vẻ hoảng sợ. Vua Bắc Lương mạnh quá. Thế mà cậu ta vẫn từ tốn, bình thản như vậy. Một người đấu với bốn bán bộ thiên vương mà còn có thể thong dong thế kia. Nếu bốn vị chỉ có chút thực lực này thì hôm nay người bị chôn xác ở Phù Long Cốc này có thể là bốn vị đấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ánh mắt hiện lên sát khí ngùn ngụt.
Thằng danh ngông cuồng, chết đi. Viên Thiên Kiệt tức giận gầm lên, khí thế trên người bỗng chốc thay đổi, ông ta lao đến tung đòn đấm đá về phía Tiêu Chính Văn. Ba vị gia chủ còn lại cũng lập tức lùi về sau để nhường không gian cho Viên Thiên Kiệt. Nhìn Viên Thiên Kiệt đang lao đến, Tiêu Chính Văn nhướng mày cười khẩy nói, hôm nay, tôi sẽ tiễn Viên Thiên Kiệt ông đi trước. Đã đến lúc tôi phải trả mối thù của nhà họ Tiêu rồi. Nói xong Tiêu Chính Văn cũng ra tay đánh trả. Ý chí chiến đấu của Tiêu Chính Văn dâng lên mãnh liệt như rồng lớn, cả người đạp xuống đất một bước làm mặt đất nứt ra. Anh lao người ra như viên đạn pháo bắn thẳng về phía Viên Thiên Kiệt. Bỗng chốc, Đình Phục Long rơi vào một trận chiến khốc liệt. Viên Thiên Kiệt nhanh chóng tấn công, mỗi cú đấm cú đá đều hướng thẳng vào đầu và ngực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng phản công, liên tục đánh về phía Viên Thiên Kiệt. Tiếng ầm ầm vang lên khắp cả Phục Long Cốc. Long Lân đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chính Văn và Viên Thiên Kiệt đánh nhau ác liệt, anh ta thầm cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Dù anh ta là chủ soái địa cấp 3 sao cũng không nhìn thấy rõ được từng đòn tấn công trong cuộc đấu giữa Tiêu Chính Văn và Viên Thiên Kiệt. Tốc độ quả thật rất nhanh, dường như nhanh gấp mười mấy lần. Nhưng khí thế của mỗi đòn tấn công đều rất mãnh liệt. Bởi vì mặt đất xung quanh đã bị vỡ tạo ra những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Còn có mấy cái hố khá sâu, đó đều do sức người đánh một quyền ra hoặc một cú giẫm chân xuống đất tạo nên. Những cây cổ thụ cao chọc trời xung quanh cũng bị đánh gãy hết mười mấy cây. Bỗng giữa hai người vang lên tiếng nổ. Sau đó Tiêu Chính Văn và Viên Thiên Kiệt đều lùi về sau mười mấy bước mới đứng vững được. Lúc này khóe miệng Viên Thiên Kiệt đã chảy máu, trên mặt và trên người ông ta cũng bị trúng mấy đấm và mấy cú đá. Còn Tiêu Chính Văn dĩ nhiên cũng thế, ngực và khóe mắt bị trúng hai đòn. Cậu rất mạnh, nhưng hôm nay chắc chắn cậu sẽ chết. Viên Thiên Kiệt tức giận nói, tay lau máu ở khóe miệng, ánh mắt hiện lên sát khí bừng bừng. Sau đó ông ta giơ tay lên, một con dao găm ánh vàng trượt khỏi tay áo ông ta. Cán dao găm được khắc hình con rồng màu vàng. Thân dao lấp lánh ánh sáng màu đen trông rất sắc bén đến mức dọa người, sát khí nồng đậm. Vũ khí cấp thiên. Tiêu Chính Văn đánh giá con dao găm trong tay Viên Thiên Kiệt là một loại vũ khí cấp thiên. Hơn nữa còn là vũ khí cấp thiên hạng trung. Chết đi. Viên Thiên Kiệt gầm lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, ông ta bỗng cầm con dao găm hung hãn đâm về phía cổ Tiêu Chính Văn như con báo đen tập kích bất ngờ. Nhát dao này toát ra ánh sáng màu đen hung hãn như có thể đánh vỡ nát ngọn núi lớn. Tiêu Chính Văn đứng tại chỗ nhìn Viên Thiên Kiệt đang lao đến với tốc độ rất nhanh, con dao găm lóe lên ánh sáng màu đen cũng đâm vào cổ anh. Trong thoáng chốc, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh vung ra một đường từ thắt lưng, lao đến ngay trước ngực Viên Thiên Kiệt. Trong giây phút ánh sáng màu đen của con dao găm đâm về phía cổ mình, Tiêu Chính Văn hơi ngửa đầu ra sau. Ánh sáng đen trên lưỡi dao phản chiếu bóng mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Lướt qua phần da thịt ở cổ của Tiêu Chính Văn chỉ 1 cm. Sát khí lạnh như băng ấy cũng thoáng chốc lướt qua cổ Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, con dao quân đội năm cạnh đã đâm đến sát ngực Viên Thiên Kiệt. Viên Thiên Kiệt cũng phản công ngay lập tức, con dao găm lóe sáng va chạm với con dao quân đội năm cạnh giữa không trung, sau đó tóe ra tia lửa. Cùng lúc đó, tay Viên Thiên Kiệt cầm dao găm để trước người bị lực xung kích cực lớn làm chân trượt 5-6 mét trên mặt đất mới đứng vững lại được. Trên mặt đất xuất hiện hai đường dài hẹp. Tiêu Chính Văn cũng không dễ chịu gì, anh bị đánh phải lùi mười mấy bước, gan bàn tay hơi tê. Long Lân lập tức chạy đến đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, vẻ mặt nghiêm trọng nói, Long Vương, để tôi kéo dài thời gian, anh mau đi đi. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lắc đầu đè vai Long Lân xuống để ngăn anh ta lao ra ngoài, anh trầm giọng nói, không cần đâu, bốn bán bộ thiên vương thì dù là tôi cũng không phải là đối thủ. Tôi chỉ có thể đánh được một người, nếu bốn người cùng xông lên, chắc chắn trận chiến này sẽ thua, đừng hy sinh vô ích. Lát nữa tôi sẽ giao chiến với họ, cậu nhân cơ hội rời đi, nhất định phải dẫn Vi Nhan và Na Na rời khỏi Giang Trung, tìm một nơi an toàn, bảo vệ cho họ. Hãy nhớ kỹ. Người của Điện Thần Long đừng báo thù cho tôi, các cậu không phải là đối thủ của họ. Cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đợi sau này mạnh hơn thì hãy báo thù. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vỗ tay Long Lân, sau đó tiến về trước mấy bước chặn ngay trước mặt Long Lân.
Lúc này mắt Long Lân đỏ ngầu hét lớn, Long Vương. Đừng, thuộc hạ sẵn lòng chết thay anh, chỉ khi anh sống mới có hy vọng báo thù. Tiêu Chính Văn khẽ cười, quay bóng lưng cao lớn về phía Long Lân nói, đây là lệnh của tôi. Long Lân, cậu muốn chống lại mệnh lệnh sao? Long Lân không biết phải trả lời thế nào. Lúc này mắt anh ta tràn chứa nước mắt nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, sau đó lau nước mắt rồi bước đến đứng cạnh Tiêu Chính Văn. Long Vương, trước khi đến đây thuộc hạ đã biết hôm nay sẽ là ngày thập tử nhất sinh, thế nên tôi đã nói đám Long Hình thu xếp an toàn cho vợ anh. Hôm nay, thuộc hạ sẽ sát cánh chiến đấu với Long Vương đến cùng, dù có chết thuộc hạ cũng muốn được chết vì Long Vương. Nghe thế, Tiêu Chính Văn cau mày nghiêng đầu nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của Long Lân, môi cong lên nụ cười bình thản, cũng được, vậy hôm nay hai chúng ta dù có phải chôn ở đây thì cũng phải giết chết hai bán bộ thiên vương. Chương 874, giao đấu với gia chủ nhà họ Đường. Vừa dứt lời, Viên Thiên Kiệt và ba vị gia chủ còn lại cùng bước đến, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và Long Lân. Viên Thiên Kiệt cười khẩy nói, Tiêu Chính Văn, hôm nay chắc chắn hai cậu sẽ chết tại đây, sao còn không chịu buông tay chịu trói? Lẽ nào cậu nghĩ mình và tên vô dụng chủ soái địa cấp 3 sao kia có thể giết chết bọn tôi sao? Tiêu Chính Văn khẽ cười, ánh mắt hiện lên ý chí chiến đấu đáng sợ, khí thế trên người cũng cuồn cuộn như biển động. Anh lạnh lùng nói, không thử thì sao biết không được chứ? Dù hôm nay tôi không thắng được bốn người thì tôi cũng sẽ liều mạng giết ông đấy, Viên Thiên Kiệt. Thằng nhãi ngông cuồng, muốn chết hả? Viên Thiên Kiệt tức giận gầm lên, sau đó nói với ba vị gia chủ ở bên cạnh, đừng do dự nữa, cùng lên đi, đánh nhanh thắng nhanh. Sau ngày hôm nay, Hoa Quốc chính là thiên hạ của bốn gia tộc lớn chúng ta, dù có là thiên tử cũng phải nghe theo lời của chúng ta. Ba vị gia chủ đeo mặt nạ còn lại nghe thế thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu được đáp án trong từng ánh mắt. Bọn họ đồng loạt bước đến. Chủ soái Tiêu, xin lỗi nhé, hôm nay cậu phải chết. Người lên tiếng là gia chủ nhà họ Đường đang đeo mặt nạ hỏa diệm. Vừa dứt lời, khí thế trên người ông ta bùng lên như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cả Phục Long Cốc. Khí thế khủng khiếp này không hề kém yếu thế hơn hơi thở trên người Tiêu Chính Văn lúc này. Cạch! Sau đó gia chủ nhà họ Đường dẫm mạnh chân xuống đất, mặt đất lập tức nứt toác. Vô số những vết nứt dài hẹp mang theo hơi thở đáng sợ lan rộng đến chỗ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày nhảy lùi về sau mấy bước, mắt nhìn những vết nứt đang lan rộng đến chỗ chân mình. Ngay sau đó, một thân hình to lớn như một ngọn lửa đỏ rực lao đến, vượt qua khoảng cách mấy chục mét giữa hai người, sau đó ông ta bật nhảy, bay vút lên giữa không trung che đi mặt trời trên đỉnh đầu vốn đã bị mây đen che mờ. Tiếp đó tay phải của gia chủ nhà họ Đường đưa về phía sau từ trên cao đánh xuống chỗ Tiêu Chính Văn như sao băng đỏ rực xuyên qua mặt đất rộng lớn. Cú đấm này đủ mạnh để có thể tiêu diệt một doanh trại thiết giáp. Tiêu Chính Văn nhướng mày, khí thế trên người cũng bùng cháy, anh không lùi lại mà ép chặt người xuống. Sau đó vung nắm đấm bên tay phải, dùng hết sức lực bán bộ thiên vương của mình đấm mạnh vào cú đấm giữa không trung của gia chủ nhà họ Đường. Anh muốn dùng đòn đánh này để hất tung cú đấm của gia chủ nhà họ Đường. Viên Thiên Kiệt và hai gia chủ còn lại ở bên cạnh quan sát đều bật cười chế giễu, đồng loạt lắc đầu. Phải biết rằng gia chủ nhà họ Đường giỏi nhất là công phu nắm đấm và chân. Dù là ba người họ cũng phải thua dưới đòn tấn công bằng nắm đấm và chân của gia chủ nhà họ Đường. Lúc này thấy Tiêu Chính Văn ngông cuồng muốn đấu quyền với gia chủ nhà họ Đường như vậy, sao mấy người này không cười nhạo được chứ? Đúng là thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Đấu quyền với gia chủ nhà họ Đường đồng nghĩa với việc tự đặt chân vào con đường chết. Viên Thiên Kiệt hung tợn cười khẩy, tay nắm chặt lấy dao găm vàng đen để bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lúc này thấy Tiêu Chính Văn vẫn đứng đó giơ nắm đấm lên muốn đấu với mình, gia chủ nhà họ Đường cũng thầm cười nhạo, tức giận nói, thằng nhãi, cậu thế này chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Vừa dứt lời, cú đấm của gia chủ nhà họ Đường cũng rơi xuống từ trên không trung. Rầm, hai cú đấm va chạm vào nhau. Nắm đấm của gia chủ nhà họ Đường trông như mang theo hơi thở ngọn lửa màu đỏ nhạt, bỗng nổ ầm trên cú đấm bình thường của Tiêu Chính Văn. Cú đấm này tạo ra tiếng nổ rất lớn như tiếng sấm và tiếng bom nổ. Chấn động của tiếng nổ khủng khiếp bỗng lan ra xung quanh từ vị trí chính giữa cú đấm của hai người, cứ như làn sóng bằng không khí hình tròn.
Ầm. Sức mạnh đáng sợ làm đổ gãy hết mấy cây cổ thụ cao chọc trời xung quanh. Ngay cả nền đất Tiêu Chính Văn đang đứng cũng không chịu nổi nắm đấm đối chọi nhau của hai cường giả bán bộ thiên vương mà nứt toác ra. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương sau khi ngăn chặn cú đấm của gia chủ nhà họ Đường. Gia chủ nhà họ Đường cũng nhướng mày, ông ta đáp xuống đất rồi nhảy lùi về sau vài bước, ngạc nhiên nhìn hai chân Tiêu Chính Văn đã lún xuống đất nói, không hổ là vua Bắc Lương, thế mà có thể chặn được một đòn tấn công của tôi. Thực lực này quả là rất đáng sợ. Nói thật tôi hơi tiếc vì phải giết cậu, cậu tài giỏi như vậy tại sao không đi theo nhà họ Đường bọn tôi nhỉ? Chỉ cần cậu đồng ý trở thành con trai nuôi của tôi sẽ đảm bảo cậu sẽ được an toàn. Gia chủ nhà họ Đường giấy lên lòng quý trọng nhân tài. Tiêu Chính Văn còn trẻ như vậy mà đã có năng lực kinh khủng thế rồi. Thời này chẳng xuất hiện được mấy người như vậy. Nếu dùng người vào đúng thời điểm thì cậu ta có thể giúp nhà họ Đường trở thành gia tộc lãnh đời lớn đứng đầu Hoa Quốc. Thậm chí có thể đạt được mục tiêu cao hơn. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn cười khẩy, vùng nắm đấm lên, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa đáng sợ nhìn gia chủ nhà họ Đường nói, ông không giết tôi thì tôi vẫn còn muốn giết ông đấy. Hay là thế này, nếu ông đồng ý bỏ tà theo chính, đi theo vua Bắc Lương tôi thì tôi có thể cân nhắc hôm nay tha cho ông một con đường sống, thế nào? Ha ha ha! Nghe thế, gia chủ nhà họ Đường ngửa đầu bật cười thành tiếng nói, hay cho một vua Bắc Lương ngông cuồng, cậu quả nhiên hệt như lời đồn. Cậu càng như thế, tôi càng không nỡ giết cậu đấy. Chỉ tiếc là nếu cậu không nghe tôi khuyên bảo thì dù tôi có quý trọng nhân tài, cũng phải vì tương lai nhà họ Đường, vì bốn gia tộc lớn mà tự tay giết cậu thôi. Dứt lời. Gia chủ nhà họ Đường biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc xuất hiện lần nữa thì ông ta đã kề sát bên người Tiêu Chính Văn, sau đó đánh mấy đòn vào ngực và mặt Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Gia chủ nhà họ Đường hét lên. Tiêu Chính Văn cau mày cũng phản ứng lại ngay lập tức, cả người đấu quyền đấu chân với gia chủ nhà họ Đường. Ở một bên khác, Viên Thiên Kiệt canh chuẩn thời cơ, cũng nắm chặt dao găm vàng đen, gào lên một tiếng rồi mau chóng nghiêng người xông đến, thằng nhãi Tiêu Chính Văn, cậu chết đi. Đồng thời, gia chủ nhà họ Đông Phương hơi khom người rồi lắc đầu, chậm rãi từng bước đi đến chỗ ba người đang đánh nhau, mỉm cười nham hiểm nói tôi cũng đến rồi đây. Ngay lập tức, ba gia chủ cùng tấn công Tiêu Chính Văn. Còn gia chủ nhà họ Cơ trầm tư một lát rồi cũng cất bước, vươn eo đi đến chỗ bốn người đang lao vào hỗn chiến. Lúc này Long Lân chạy đến chặn trước mặt gia chủ nhà họ Cơ, vẻ mặt hung dữ nói, đối thủ của bà là tôi. Gia chủ nhà họ Cơ nhìn Long Lân, khẽ cười nói, cậu không phải là đối thủ của tôi, mục tiêu hôm nay của chúng tôi chỉ có vua Bắc Lương thôi. Tôi có thể đứng ra bảo họ tha cho cậu, đừng hy sinh vô ích. Long Lân giữ tợn cười khẽ, dao găm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt nói, dù tôi không phải là đối thủ của bà thì cũng phải thử mới được, vì tôi sẵn sàng chết vì Long Vương. Dứt lời, Long Lân nghiêng người lao về phía gia chủ nhà họ Cơ. Gia chủ nhà họ Cơ đứng tại chỗ nhìn Long Lân mang hơi thở của chủ soái địa cấp 3 sao, ánh mắt hơi chuyển động. Không biết bà ta đang nghĩ gì, cuối cùng bất lực lắc đầu nói, nếu đã vậy thì tôi giải quyết cậu trước. Dứt lời, gia chủ nhà họ Cơ ra tay, bà ta giơ tay tung một chưởng về phía dao găm của Long Lân. Keng! Con dao găm bị gia chủ nhà họ Cơ đánh văng ra ngoài, cùng lúc đó cơ thể bà ta chuyển động như rắn vòng ra phía sau Long Lân, giơ một chân thon dài đạp vào lưng Long Lân. Long Lân bổ nhào về phía trước mười mấy mét, lăn nặng nề trên mặt đất. Chương 875, Long Lân chết, Tiêu Chính Văn đột phá lên thiên vương. Chỉ một chiêu đã hạ gục Long Lân. Đây chính là sức mạnh của cường giả bán bộ thiên vương. Cho dù là chủ soái địa cấp 3 sao thì trước mặt cường giả bán bộ thiên vương cũng giống như ruồi muỗi. Gia chủ nhà họ Cơ nhìn thấy Long Lân ngã nhào xuống đất, không thể bò dậy được nên xoay người, bước về phía Tiêu Chính Văn đã rơi vào cuộc hỗn chiến căng thẳng. Thế nhưng, đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới từ phía sau. Tiếp đó là ánh sáng lạnh lẽo của dao găm đâm vào sau lưng bà ta. Gia chủ nhà họ Cơ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ hơi tức giận, nghiêng người giơ tay lên, cú đấm thái cực bát quái đấm mạnh về phía bóng người đang đột kích từ phía sau. Ầm, cú đấm mạnh đánh thẳng vào ngực Long Lân,
khiến anh ta lại bị đánh bay ra ngoài vài mét. Long Lân ngã xuống đất, chịu đựng cơn đau nhói ở ngực và sau lưng rồi phun ra vài ngụm máu tươi, mắt đỏ ngầu, nâng cánh tay lên lau máu tươi đang chảy ra ở khóe miệng, tay run rẩy cầm dao găm lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào gia chủ nhà họ Cơ đang tức giận. Gia chủ nhà họ Cơ thấy bộ dạng này của Long Lân cũng cau mày, hỏi ngược lại, sao phải vậy chứ? Cậu không phải đối thủ của tôi, cậu như vậy là tự đặt chân vào con đường chết đấy. Sao không chịu nghe lời tôi? Long Lân run rẩy đứng dậy, thấy Tiêu Chính Văn lùi bước liên tục thì càng thêm sốt ruột, anh ta nhìn chằm chằm gia chủ nhà họ Cơ trước mắt, nói, sống là người điện thần Long, chết là quỷ điện thần Long. Không có Long Vương thì đã không có Long Lân tôi ngày hôm nay. Có thể hỗ trợ Long Vương giữ bà lại thì dù có lấy mạng tôi cũng chẳng sợ. Giết! Long Lân nổi giận hét lên, lại đánh hết sức mình về phía gia chủ nhà họ Cơ. Gia chủ nhà họ Cơ lắc đầu bất lực, nói, nếu cậu đã muốn chết thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện, cho cậu chết toàn thây. Nói xong, gia chủ nhà họ Cơ ra tay, dáng vẻ giống như một con rắn linh hoạt, lướt trái lướt phải, đột nhiên một cú đấm tung mạnh ra với sức mạnh khủng bố, ầm, đập mạnh vào hai cánh tay Long Lân. Răng rắc, răng rắc. Khoảnh khắc đó, những gì Long Lân cảm nhận được là sức mạnh khủng khiếp chất chứa trong hai cánh tay. Sau vài giây, hai tay anh ta đã bị sức mạnh đáng sợ đó đánh gãy, sức mạnh tựa như núi lở, trong phút chốc đã đập lên ngực và bụng Long Lân. Ngay lập tức, Long Lân bay cao lên rồi cả người tựa như viên đạn bay ngược, bị đánh lùi vài chục mét, ầm, đâm sầm vào một tảng đá lớn. Lúc đó, tảng đá vỡ vụn, Long Lân cũng vì va đập mà bay ra ngoài khoảng chừng 2-3 mét, ở giữa không trung phun ra mấy ngụm máu tươi rồi ngã nhào xuống đất. Ầm ầm. Trên không trung, một tia chớp xẹt qua giữa đám mây đen dày đặc. Long Lân ngã xuống đất, nằm trong vũng máu, máu trong miệng chảy ra không ngừng, cả người cũng be bét máu. Hai cánh tay của anh ta đã gãy hoàn toàn, chỗ ngực bụng cũng gãy hết 7-8 cái xương sườn, mỗi lần hít thở đều thấy vị tanh của máu, đây là nỗi đau thấu tận linh hồn. Gia chủ nhà họ Cơ đứng ở chỗ xa, thấy Long Lân nằm trong vũng máu, đôi lông mày lá liễu cau lại. Xoay người muốn rời đi. Nhưng, bỗng nhiên Long Lân lại sử dụng sức mạnh ý chí phi thường, gắng gượng cử động đầu, ngực, bụng của mình từng chút một rồi quỳ hai chân trên nền đất, dựng thẳng người dậy, hơi choáng váng. Miệng chảy máu không ngừng. Ngay sau đó, Long Lân ngẩng đầu, trong miệng cắn chuôi dao găm, luồng khí thế đáng sợ vây quanh người, anh ta đột ngột đứng dậy. Đung đưa đôi tay bị gãy của mình rồi cắm đầu lao về phía gia chủ nhà họ Cơ đang xoay người bước về phía Tiêu Chính Văn. Loáng thoáng nghe thấy tiếng hét long trời lở đất trong cổ họng, giết. Bụp. Ngay lập tức, gia chủ nhà họ Cơ không hề quay đầu mà nhấc chân đạp ra phía sau. Cú đá này trúng vào cằm Long Lân, cả người Long Lân vọt lên cao, bay vào không trung, ầm, anh ta rơi xuống đất, lăn tầm 7-8 mét rồi nằm bẹp dưới đất. Thời điểm Long Lân ngã xuống, máu tươi lại tuôn ra không ngừng. Trên mặt anh ta be bét máu, đôi mắt đã nhuốm đỏ, mơ hồ nhìn nhóm bốn người đang giao đấu kịch liệt với Tiêu Chính Văn. Cuối cùng Long Lân lẩm nhẩm, Long Vương, tôi thua rồi. Rầm. Trong không trung đen nghịt lóe lên tia chớp. Lách tách, lách tách. Lúc này mưa rơi xuống tí tách. Hạt mưa chạm đất, khiến bụi bay mù mịt. Mưa rơi từng giọt trên người Long Lân. Rơi vào trong vũng máu. Trong không khí nồng nặc bụi bặm và vị máu tanh. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn đang giao đấu với gia chủ nhà họ Đường, Viên Thiên Kiệt và gia chủ nhà họ Đông Phương, trên người anh cũng có nhiều vết thương, cả cơ thể nhuốm màu đỏ của máu. Khoảnh khắc anh đứng từ xa thấy Long Lân ngã xuống vũng máu thì đột nhiên ý chí chiến đấu và lửa giận ngút trời toát ra từ người anh tựa như rồng vàng phun lửa. Long Lân. Lúc đó cú đấm của Tiêu Chính Văn quá mạnh đánh thẳng vào ngực gia chủ nhà họ Đường, khiến ông ta lùi vài bước. Đồng thời anh ném con dao quân đội năm cạnh ở trong tay ra đánh trúng con dao màu đen của Viên Thiên Kiệt khiến ông ta lùi ra sau. Tiếp đến, anh cúi người xông ra, ném kim châm trong tay ra ngoài va chạm với kim bạc của gia chủ nhà họ Đông Phương, tạo ra tiếng đinh đinh đinh. Dường như trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã thoát khỏi vòng vây của ba người. Kế đến, anh nhanh chóng xông ra ngoài, lúc sắp lao tới chỗ Long Lân thì anh bước chậm lại,
bước từng bước tới chỗ Long Lân, sau đó anh dừng chân trước mặt Long Lân, cúi đầu nhìn người anh em đã mất đi sự sống nằm trong vũng máu. Thời khắc đó, bầu trời đầy mây đen và sấm chớp. Mưa càng lúc càng lớn. Giọt mưa to như hạt đậu, rơi tí tách lên mặt đất, rơi lên người Long Lân tựa như tiếng vang của trống trận. Vào lúc này, cả không gian tràn ngập sát khí đáng sợ. Tiêu Chính Văn thuận mắt nhìn theo, cánh tay chảy máu không ngừng, đó là vết thương do Viên Thiên Kiệt tạo thành. Lúc này, đôi mắt anh dần dần chuyển sang sắc đỏ. Đây là lửa giận, là sự phẫn nộ ngút trời của anh. Thời điểm này, không khí trong không trung như vây quanh người Tiêu Chính Văn, sát khí đáng sợ chợt toát ra từ người anh. Anh giống như hổ dữ, ác thần, khuấy động đến mức khiến những đám mây lay động liên tục. Long Lân chết rồi. Vì anh mà chết. Tiêu Chính Văn nhếch miệng, nở nụ cười đáng sợ. Đây là nụ cười đau buồn cùng cực. Khoảnh khắc đó, anh dần dần siết chặt nắm đấm, khí thế trên người cũng đột nhiên tăng vọt. Khí thế sắp đột phá bán bộ thiên vương vây quanh người Tiêu Chính Văn. Nhóm bốn người gia chủ nhà họ Viên Thiên Kiệt đứng xa cũng nhíu mày, tỏ vẻ lo sợ. Không hay rồi, thằng nhãi này muốn mượn sự tức giận để đột phá. Không thể nào, nó mới đột phá lên cảnh giới bán bộ thiên vương xong, sao lại có thể đột phá lên cảnh giới thiên vương được chứ? Giết, cùng lên đi, không thể để nó đột phá lên cảnh giới thiên vương được. Vào lúc đó, cả bốn gia chủ đều hết sức nôn nóng, họ cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn cận kề. Trong nháy mắt, bốn người không ai đứng lại nữa mà cùng nhau ra tay, dùng chiêu mạnh nhất để giết Tiêu Chính Văn đang quay lưng về phía bọn họ. Chương 876, giết người anh em của tôi thì phải chết. Tiêu Chính Văn quay lưng lại với bốn người họ, sát khí toàn thân như thủy triều cuồn cuộn bao phủ cả đất trời. Lúc này không gian xung quanh đều yên ắng đến mức đáng sợ. Phục Long Cốc trở nên lạnh như băng. Tiếng kêu gào bi thương không dứt vang lên từ trong Phục Long Cốc như thể hàng nghìn quân mã chạy ra chinh chiến ở xa trường. Tiếng đao súng của chiến tranh văng vẳng bên tai. Viên Thiên Kiệt gầm lên, dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt đâm thẳng vào phía sau Tiêu Chính Văn như thiên thạch có thể cắt đứt mọi thứ. Tiêu Chính Văn, chết đi. Viên Thiên Kiệt gào lên, mắt nhìn dao găm của mình chỉ cách ngực Tiêu Chính Văn có 1 cm. Nhưng ngay lúc đó, Viên Thiên Kiệt lại có cảm giác con dao của mình không thể nhúc nhích về phía trước thêm một phân nào nữa. Cảm giác bức bách đáng sợ toát ra từ trên người Tiêu Chính Văn. Ngay lúc đó, dường như có sát khí sôi sục trên người Tiêu Chính Văn làm hỗn loạn khí thế và tình hình xung quanh. Dao găm cấp thiên hạng trung này chỉ cách Tiêu Chính Văn 1 cm nhưng không thể lao đến nữa. Bất kể Viên Thiên Kiệt có dùng thêm lực như thế nào, dù có dùng hết sức của bán bộ thiên vương cũng không thể làm nó nhúc nhích. Ông ta cúi đầu xuống thì thấy dây xích của con dao quân đội năm cạnh lóe lên ánh sáng chói mắt đang quấn lấy hai chân ông ta, đầu dây còn lại quấn vào tảng đá cực lớn bên cạnh. Viên Thiên Kiệt trợn tròn mắt, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Sao lại có thể như thế chứ? Cậu ta ra tay từ lúc nào vậy? Sao mình không nhìn thấy gì cả? Đáng sợ quá. Ngay khoảnh khắc đó, Viên Thiên Kiệt bật nhảy ra sau. Nhưng ngay lúc ông ta chuẩn bị nhảy lui về sau thì Tiêu Chính Văn đã đứng ngay trước mặt ông ta. Đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu hiện lên ngọn lửa ngút trời nhìn chằm chằm Viên Thiên Kiệt, nói chết. Một từ chết khiến bán bộ thiên vương không khỏi rùng mình, từ ấy cứ như thốt ra từ chính miệng của thần chết trong địa ngục. Viên Thiên Kiệt cảm giác như mình bị thần chết nhắm trúng, cả người bị hơi thở mạnh mẽ bức bách đến tột độ khiến ông ta không thể cử động. Sau đó ông ta nhìn thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay đang cầm con dao găm của ông ta. Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên. Tiêu Chính Văn bẻ gãy cánh tay của Viên Thiên Kiệt. Viên Thiên Kiệt hét lên thảm thiết, mắt trợn trừng, tức giận quát tháo, thằng nhãi Tiêu Chính Văn, cậu dám. Nhưng ngay lập tức Tiêu Chính Văn dùng sức kéo mạnh làm cánh tay phải của Viên Thiên Kiệt đứt lìa. Máu văng ra tung tóe khắp nơi như đóa hoa tươi màu máu khẽ đung đưa giữa không trung. Cánh tay phải của Viên Thiên Kiệt cũng bị Tiêu Chính Văn vứt bừa xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng bịch cực lớn vang lên.
Tiêu Chính Văn dùng sức đá vào ngực Viên Thiên Kiệt. Cả người Viên Thiên Kiệt văng ra xa như viên đạn pháo, ông ta cong người, cánh tay phải dính đầy máu, sau đó nặng nề rơi xuống đất, lăn ra xa mấy chục mét để lại một nền đất be bét máu. Phụt! Ngay lúc rơi xuống đất, Viên Thiên Kiệt cũng phun ra vài ngụm máu, ngã trong vũng máu đỏ tươi. Cảnh tượng này làm ba vị gia chủ còn lại chấn động. Một mình cậu ta đã đánh bại được Viên Thiên Kiệt một bán bộ thiên vương chỉ bằng hai chiêu. Càng đáng sợ hơn là Tiêu Chính Văn lại kéo đứt cánh tay phải của Viên Thiên Kiệt bằng tay không. Khoảnh khắc đó mấy trăm mét xung quanh lặng im như tờ không một tiếng động. Bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Mà bên đó, Viên Thiên Kiệt phun ra máu, ôm cánh tay bị kéo đứt không ngừng chảy máu chật vật đứng dậy. Ông ta tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang từng bước đi đến chỗ mình nói, Tiêu Chính Văn. Cậu làm đứt một cánh tay của tôi phải khiến cậu đền gấp đôi. Tôi muốn giết chết vợ con cậu, giết hết tất cả người thân và bạn bè bên cạnh cậu. Lúc này Tiêu Chính Văn cứ thản nhiên bước đến chỗ Viên Thiên Kiệt. Cả người anh tràn ngập sát khí khủng khiếp giống như Tu La bước ra từ trong hồ máu. Nhất là lúc này mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả. Tiêu Chính Văn cứ như quỷ thần đẫm máu bước đến nhân gian, sau lưng là sấm chớp và mây đen, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên sát khí ngùn ngụt. Ông, Viên Thiên Kiệt, chết đi. Tôi sẽ giết ông đầu tiên. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn chuyển động cơ thể rồi biến mất trong tầm mắt của bốn vị gia chủ như đó chỉ là ảo ảnh. Ngay sau đó, xoẹt, một luồng sáng màu bạc chói mắt lóe lên phóng đến trước ngực Viên Thiên Kiệt tạo ra hình vòng cung giữa không trung. Mà Tiêu Chính Văn cũng lập tức xuất hiện trước mặt Viên Thiên Kiệt, lao đến đấm vào trước ngực Viên Thiên Kiệt. Đương nhiên lúc Tiêu Chính Văn ra tay, gia chủ nhà họ Đường từ bên cạnh cũng lao ra tập kích bất ngờ. Cú đấm mang theo sức mạnh khủng bố tấn công Tiêu Chính Văn đang đánh về phía Viên Thiên Kiệt. Cùng lúc đó, gia chủ nhà họ Đông Phương cũng ra tay, ông ta đứng từ xa bắn ra mấy chục cây kim bạc với mục đích chặn đường tấn công của Tiêu Chính Văn. Tất nhiên gia chủ nhà họ Cơ cũng không đứng yên quan sát mà liên tục bật nhảy lao về phía Tiêu Chính Văn, bà ta giơ tay lên tung cú đấm vào sau lưng Tiêu Chính Văn. Ba gia chủ sẽ không đứng yên để mặc cho Tiêu Chính Văn giết Viên Thiên Kiệt. Bất kỳ ai trong bốn người họ bị giết đều sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Sẽ dẫn đến tình thế không thể cứu vãn đối với liên minh bốn gia tộc lớn. Lúc này Viên Thiên Kiệt đứng tại chỗ ôm cánh tay phải không ngừng chảy máu của mình nhìn Tiêu Chính Văn đang lao đến, cười nham hiểm nói, Tiêu Chính Văn, nếu cậu muốn giết tôi, thì cậu cũng sẽ bị ba gia chủ giết chết ngay lập tức. Vừa dứt lời, Viên Thiên Kiệt nhìn thấy một quyền của gia chủ nhà họ Đường sắp đánh vào người Tiêu Chính Văn. Xoạt! Tiêu Chính Văn lập tức biến mất trong tầm nhìn của họ. Viên Thiên Kiệt kinh hồn bạt vía. Gia chủ nhà họ Đường hoảng sợ. Vì cú đấm đó của ông ta không đánh trúng người mà nện vào nền đất trước mặt Viên Thiên Kiệt làm nổ thành một cái hố lớn. Mấy chục cây kim bạc của gia chủ nhà họ Đông Phương cũng đều găm trên mặt đất như vũ bão. Còn đòn đánh lén từ phía sau của gia chủ nhà họ Cơ cũng đánh vào trong không khí. Bốn người trợn tròn mắt lập tức tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chính Văn xung quanh đó. Ở phía trên, gia chủ Đông Phương đứng đằng xa hét lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn đã phóng ra từ lúc nào đang lao thẳng về phía tảng đá lớn bên cạnh. Vừa nãy anh mượn sức của con dao quân đội năm cạnh để kéo mình lên không trung. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn đã đáp xuống đất, một chân đạp mạnh vào gia chủ nhà họ Cơ đứng phía dưới. Lúc này mọi người mới nhận ra mục tiêu từ đầu của Tiêu Chính Văn là gia chủ nhà họ Cơ. Dầm! Cú đá tấn công từ trên cao này đạp lên đỉnh đầu của gia chủ nhà họ Cơ. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên bốn gia chủ không kịp phản ứng và tiếp viện. Gia chủ nhà họ Cơ cũng chỉ đành giơ tay lên dùng sức che đỉnh đầu lại. Nhưng, đòn tấn công của Tiêu Chính Văn còn mang theo cơn giận ngùn ngụt làm phần chân bên dưới của gia chủ nhà họ Cơ lún sâu vào bùn đất. Nền đất dưới chân gia chủ nhà họ Cơ nứt toác ra như bị tên lửa bắn phá. Đồng thời hai chân bà ta bị lún vào mặt đất đến tận đầu gối.
Tiêu Chính Văn bước một bước lên là mượn lực phản, tạo ra vô số bước chân. Dầm, dầm, dầm. Mỗi một bước chân, Tiêu Chính Văn đều phẫn nộ gào lên, bà giết người anh em của tôi. Chết, 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 chết. Chương 877, Cảnh giới Thiên Vương. Mỗi bước chân của anh đều như sấm rền. Ầm ầm ầm. Lúc này Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn phẫn nộ, theo từng bước chân của anh, gia chủ nhà họ Cơ càng lún vào trong đất, hai đầu gối đã hoàn toàn lún sâu, cùng lúc đó bà ta cũng phun ra vài ngụm máu. Gia chủ nhà họ Đường và gia chủ nhà họ Đông Phương ở một bên vừa hoàn hồn lại, cũng nhanh chóng lao đến. Thằng nhãi Tiêu Chính Văn, chết đi. Gia chủ nhà họ Đường hét lên, hai cú đấm toát ra sát khí và chiến lực khủng khiếp đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhướng mày, sau đó xoay người nhảy lên, lùi về sau mấy chục bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gia chủ nhà họ Đường đang tấn công cách đó vài bước. Dầm. Ngay tức khắc cuộc chiến bùng nổ. Những cú đấm liên tiếp, tiếng bịch bịch vang lên liên tục bên tai. Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm hung hãn giao đấu với cú đấm của gia chủ nhà họ Đường. Đòn đánh này mang theo sức mạnh khủng khiếp, bộc lộ sự tức giận ra khắp bốn phía. Tiêu Chính Văn và gia chủ nhà họ Đường cũng cùng lúc lùi về sau mấy bước mới đứng vững. Bịch! Gia chủ nhà họ Đường dừng bước, vừa lạnh lùng vừa kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, sắc mặt rất u ám và khó coi. Tại sao Tiêu Chính Văn càng đánh càng mạnh thế này? Đây là điều mà gia chủ nhà họ Đường không mong thấy nhất. Vốn dĩ phần thắng đã nghiêng về phía ông ta nhưng bây giờ lại trở nên khó phân thắng bại. Còn Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm gia chủ nhà họ Đường với ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo thấu xương, anh lau đi vết máu trên khóe môi. Một bên khác, gia chủ nhà họ Cơ nhếch nhác nhảy lên từ dưới đất, hai chân bà ta đã nhuốm đầy máu, hai cánh tay cũng suýt nữa bị Tiêu Chính Văn giẫm nát. Lúc này mặt nạ trắng trên mặt bà ta đã xuất hiện vết nứt, mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng ở phía xa. Gia chủ nhà họ Đông Phương cũng cất từng bước đi đến đứng cạnh gia chủ nhà họ Cơ. Ngoại trừ Viên Thiên Kiệt bị kéo đứt một cánh tay ra thì ba bán bộ thiên vương còn lại đều đang vô cùng tức giận nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc đầu Viên Thiên Kiệt bị cường giả thiên vương đeo mặt nạ chém đứt một cánh tay ở sân nhà họ Viên. Sau đó mặc dù đã phẫu thuật nối lại nhưng dù sao cũng từng bị đứt nên không thể phát huy toàn bộ sức lực. Bây giờ Viên Thiên Kiệt lại bị đứt một cánh tay. Ông ta đã phẫn nộ đến cực điểm. Chết tiệt! Chết tiệt! Viên Thiên Kiệt ôm cánh tay bị đứt lìa, được gia chủ nhà họ Đông Phương dùng kim bạc đâm vào nên tạm thời đã cầm máu. Ông ta bước đến đứng cùng một chỗ với ba gia chủ còn lại, sắc mặt hung tợn nói, Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu làm đứt một cánh tay của tôi phải giết chết cậu. Ba vị gia chủ, không thể tha cho cậu ta đâu, không giết cậu ta, tôi sợ đêm dài lắm mộng. Nghe thế, ba người gia chủ nhà họ Đường nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó cả bốn người đều tỏa ra sát khí ngút trời. Giết! Một tiếng hét lớn vang lên, bốn người lại lao về phía Tiêu Chính Văn. Lần này bốn người không hề nhân nhượng nữa, hơi thở bán bộ thiên vương khuấy đảo mây đen và sấm chớp trên bầu trời. Lúc này mưa to như trút xuống khắp Phục Long Cốc. Cả bầu trời đều chìm trong một màu đen u ám. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một bóng người liên tục đấu với bốn người. Keng! Giữa không trung bắn ra mấy tia lửa. Mấy bóng người liên tục tấn công và lùi về sau. Một mình Tiêu Chính Văn đã bước vào cuộc chiến khốc liệt với bốn bán bộ thiên vương tung hết sức mạnh. Hơn nữa tính từ nãy đến giờ, Tiêu Chính Văn đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bốn bán bộ thiên vương toàn lực tấn công. Dù có là Tiêu Chính Văn cũng chưa chắc có thể đánh lại được. Lúc này, quần áo và mặt nạ của gia chủ nhà họ Đường đã rách hết để lộ cơ thể và cơ bắp rắn chắc như núi pháo di động. Cú đấm của ông ta mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Chính Văn đang đánh trả kịch liệt với ba gia chủ. Đòn này đánh trúng vào ngực Tiêu Chính Văn. Dầm! Tiêu Chính Văn bị đánh văng ra xa mười mấy mét rồi rơi xuống đất, cả người be bét máu. Anh vất vả bò dậy, con dao quân đội năm cạnh trong tay cũng nhuốm đầy máu. Anh cong người phun ra ngụm máu trong miệng,
môi cong nở nụ cười bi thương, sau đó lấy tay lau đi vết máu nơi khóe môi, mắt đỏ ngầu hiện rõ vẻ tức giận. Cơ thể vạm vỡ của gia chủ nhà họ Đường lộ ra ngoài, chi chít những vết sẹo hiện rõ trong cơn mưa như bão lớn. Lúc này ông ta tức giận nhìn Tiêu Chính Văn gầm lên, vua Bắc Lương, buông tay chịu trói đi, kết cục đã định sẵn rồi. Cậu quỳ xuống xin tha, có thể bọn tôi sẽ tha cho cậu. Ha ha! Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhướng mày, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn bốn gia chủ đứng ở đằng xa nói, sinh ra là vua Bắc Lương của Hoa Quốc có lý nào phải quỳ xuống xin tha. Hôm nay dù tôi có bị đánh chết cũng phải giết hai trong bốn người các ông. Không biết tự lượng sức mình, ngu muội. Gia chủ nhà họ Đông Phương khịt mũi, ánh mắt thoáng qua tia sáng lạnh lùng. Nếu cậu cầu xin tha, bọn tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Nghe thế, hơi thở trên người gia chủ nhà họ Đường cũng trở nên lạnh lẽo. Bốn người đều mang theo sát khí lần nữa lao đến giết Tiêu Chính Văn. Nhưng lần này Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào bốn người đang lao đến đó, anh nghiêng đầu nhìn sang Long Lân đang nằm trong vũng máu ở bên cạnh, sát khí cũng theo đó toát ra ngùn ngụt. Cũng ngay lúc này, bốn gia chủ đang lao đến Tiêu Chính Văn bỗng dừng lại, mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Chính Văn trước mặt. Bởi vì lúc này sát khí đang lưu chuyển trên người Tiêu Chính Văn bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Hơn nữa luồng sức mạnh trên người anh cũng nhanh chóng thăng cấp và thay đổi. Chỉ một giây sau đó đã thăng cấp lên cảnh giới bán bộ thiên vương đỉnh cao. Gia chủ nhà họ Đường nhíu mày, hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn nói, không ổn, cậu ta sắp đột phá cảnh giới rồi. Gia chủ nhà họ Đông Phương cũng đanh mặt nói, sao lại thế? Rõ ràng đã cắt đi cơ hội tốt để cậu ta đột phá rồi mà, tại sao đột ngột như thế? Nếu cứ tiếp tục thì cậu ta sẽ đột phá lên đến cảnh giới thiên vương, bốn người chúng ta đều không phải là đối thủ. Bốn người rơi vào trầm tư, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng bốn người lại không dám bước đến trước nửa bước. Vì quanh người Tiêu Chính Văn đã hình thành một lớp màng bảo vệ vô hình. Toàn thân Tiêu Chính Văn đang có luồng khí đáng sợ lưu chuyển hình như rồng vàng bỗng lao đến phá vỡ tầng mây đen dày đặc. Luồng sát khí khủng khiếp đó khiến bốn gia chủ không khỏi rùng mình. Đáng sợ quá! Đây là hơi thở của cảnh giới thiên vương sao? Đáng sợ, quá đáng sợ! Không được, không thể đợi cậu ta đột phá cảnh giới thiên vương được, nếu không hôm nay chúng ta đều sẽ chết. Viên Thiên Kiệt hét lên, một tay cầm con dao găm màu đen xông đến chỗ Tiêu Chính Văn. Ngay lúc này, ông ta dùng hết sức bình sinh của mình hung tợn đâm thẳng luồng ánh sáng màu đen đó vào ngực Tiêu Chính Văn. Ông ta muốn giết chết Tiêu Chính Văn chỉ với một nhát dao. Ánh sáng màu đen này như một cái gai nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Tiêu Chính Văn. Thấy con dao sắp đâm vào anh, Viên Thiên Kiệt nhếch môi nở nụ cười rất nham hiểm. Sắp được rồi. Nhưng, ngay sau đó, bộp. Tiêu Chính Văn giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay Viên Thiên Kiệt, đôi mắt đỏ như máu hiện lên vẻ phẫn nộ cùng cực. Cậu! Viên Thiên Kiệt kinh ngạc, có thế nào ông ta cũng không ngờ sơ hở mình nắm bắt được lại bị Tiêu Chính Văn ngăn lại. Lúc đó, luồng khí trên người Tiêu Chính Văn bỗng bùng phát như núi lửa, sóng thần. Luồng sát khí chấn động bốn phương khiến hàng triệu linh hồn rùng mình, không thể không quỳ xuống bao quanh lấy người Tiêu Chính Văn. Viên Thiên Kiệt là người đầu tiên chịu đòn, hao ngơ sợ dùng mình bởi sức mạnh bổng bộc phát trên người Tiêu Chính Văn. Ông ta trợn to mắt, vẻ mặt sợ hãi. Cậu đã đột phá cảnh giới thiên vương rồi ư? Viên Thiên Kiệt không dám tin hỏi. Tiêu Chính Văn nhếch môi nói, thì ra đây là cảnh giới thiên vương. Giác! Trong ánh mắt hoảng hốt của Viên Thiên Kiệt, Tiêu Chính Văn vặn đứt cổ tay ông ta đồng thời nắm lấy dao găm trong tay Viên Thiên Kiệt. Trở tay lại đâm thẳng vào ngực ông ta. Máu văng ra tung tóe. Chương 878, chém Viên Thiên Kiệt. Viên Thiên Kiệt cúi đầu nhìn con dao găm màu đen đâm xuyên qua ngực mình, máu tuôn ra như suối. Phụt. Miệng ông ta cũng phun ra máu, hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn như thần chết trước mặt nói, cậu đã đột phá cảnh giới thiên vương thật rồi à? Dầm. Tiêu Chính Văn nhấc chân lên đá vào người Viên Thiên Kiệt khiến ông ta văng ra xa mấy chục mét.
Viên Thiên Kiệt bay lên như một viên đạn pháo, sau đó đập người xuống đất làm mặt đất bị thủng một cái hố sâu cực lớn. Sau đó ông ta ngã nhào trong vũng máu, nằm dưới mưa để mặc nước mưa trút xuống người mình. Ngay lúc đó, Viên Thiên Kiệt ngửa mặt lên nhìn mây đen trên bầu trời, không ngừng nôn ra máu. Ngực bị con dao găm màu đen đâm thẳng vào. Cảnh tượng này khiến ba gia chủ còn lại đều kinh ngạc, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Họ nhìn đăm đăm vào Tiêu Chính Văn thì nhận ra lúc này khí thế trên người anh đã thay đổi. Trở nên đáng sợ khác thường. Đó là hơi thở vượt qua cả bán bộ thiên vương. Đó là loại sát khí thống trị cả thế giới. Khiến ba người họ không khỏi rùng mình, quỳ rạp xuống. Tiêu Chính Văn thế mà thật sự đột phá được cảnh giới thiên vương. Cảnh giới thiên vương. Bao nhiêu người từng ao ước đạt đến cảnh giới này nhưng không được. Ngay cả họ, liều mạng cả nửa đời, dùng hết bao nhiêu tài nguyên cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới bán bộ thiên vương. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ mới hơn 20 tuổi, chỉ dựa vào thực lực bản thân mà từ cậu chủ nhà họ Tiêu dần dần từng bước có được địa vị và sức mạnh như hiện giờ. Cảnh giới thiên vương đã là một khía cạnh cấm kỵ mà bọn họ không có cách nào biết được. Ngay cả tổ tiên lánh đời trong 4 gia tộc lớn cũng không thể đạt được thành tích chiến lược ở độ tuổi của Tiêu Chính Văn. Trong thoáng chốc, ba gia chủ nhìn nhau, trong mắt họ đều có ý muốn rút lui. Vì họ biết rõ cuộc bao vây giết người hôm nay thất bại rồi. Nếu không rút lui thì sẽ chết. Nhân lúc cảnh giới của Tiêu Chính Văn vẫn chưa vững chắc, thực lực vẫn chưa mạnh thì họ nên rút lui. Thế nên ba gia chủ lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này họ chẳng còn hơi sức đâu mà lo lắng cho Viên Thiên Kiệt nằm trong vũng máu nữa. Đối mặt với cường giả cảnh giới thiên vương thì chỉ có duy nhất hai từ là bỏ chạy. Tiêu Chính Văn nở nụ cười nham hiểm nhìn ba gia chủ đang bỏ chạy kia, nói tôi đã nói rồi, hôm nay nhất định phải giết được hai bán bộ thiên vương. Vừa dứt lời. Anh lao thẳng đến như một luồng ánh sáng. Dầm. Tiêu Chính Văn hung ác đánh một cú vào sau lưng gia chủ nhà họ Đường. Lúc này Đường Hằng Long đang bỏ chạy thì sau lưng bỗng có cảm giác mối nguy hiểm cận kề. Ông ta không quan tâm đến xung quanh mà xoay người đánh một đòn để phản công Tiêu Chính Văn. Nhưng, cảnh tượng sau đó khiến mọi người sợ hãi. Cú đấm của Tiêu Chính Văn lại bùng lên sức mạnh khủng khiếp làm Đường Hằng Long văng ra xa. Ngay lúc đó, Đường Hằng Long bị văng ra ngoài mấy chục mét, cả người như viên pháo đập vào một cây cổ thụ chọc trời, sau đó ngã xuống đất, còn nảy người lên 7-8 lần mới hoàn toàn rơi xuống. Đường Hằng Long cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một đợt tấn công từ xa mang theo cả sự tức giận và sát khí ngút trời. Lại là một đòn tấn công bằng quyền đánh mạnh vào người Đường Hằng Long như sao băng lướt qua trái đất. Đường Hằng Long không kịp né đòn, chỉ có thể giơ tay lên chặn trước mặt mình, đón lấy đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đường Hằng Long ngồi xổm xuống đất bị đòn tấn công của Tiêu Chính Văn làm cho dịch chuyển ra xa mấy chục mét. Để lại hai đường dài hẹp do cọ sát trên mặt đất. Hai cánh tay của Đường Hằng Long cũng sưng lên thấy rõ, mất cảm giác. Đường Hằng Long đứng lên, u ám nhìn Tiêu Chính Văn đứng bên kia nói, vua Bắc Lương, làm người nên chừa cho người khác một đường sống, hôm nay bọn tôi đã mạo phạm đến cậu rồi. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn Đường Hằng Long nói, làm người nên chừa cho người khác một đường sống ư. Nếu hôm nay tôi không đột phá cảnh giới thiên vương, kết cục chỉ có một đó là chết trong tay 4 người các ông. Nếu đã như thế, tôi sẽ không thả hổ về núi đâu. Nghe anh nói thế, sắc mặt Đường Hằng Long tối sầm lại nói, ý cậu là muốn một mất một còn với 4 gia tộc lớn sao? Cậu đừng quên thế lực của 4 gia tộc lớn ở Hoa Quốc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Dù có là thiên tử đương nhiệm cũng không dám ngông nghênh đối xử với 4 gia tộc lớn như vậy. Nghe ông ta nói, Tiêu Chính Văn cười nhạo nói, thiên tử không dám nhưng tôi dám. Tôi sẽ là người đầu tiên dương dao lên với 4 gia tộc lớn. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại xông đến đánh một cú vào Đường Hằng Long. Đường Hằng Long biến sắc. Lúc này mấy chục cây kim bạc bắn về phía Tiêu Chính Văn đang lao đến chỗ Đường Hằng Long. Tiêu Chính Văn cau mày không thể không đổi hướng tấn công,
đồng thời anh giơ tay lên phóng con dao quân đội năm cạnh ra quét ngang qua mấy chục cây kim bạc giữa không trung, tạo ra tia lửa và tiếng keng keng chói tai. Gia chủ nhà họ Đông Phương ở đằng xa cũng gào lên, gia chủ nhà họ Đường, mau đi thôi. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay lên ném vài viên hình tròn về phía Tiêu Chính Văn. Bụp bụp bụp. Mấy viên hình tròn này nổ tung tạo ra một làn khói màu trắng dày đặc. Trước mặt Tiêu Chính Văn là một màn màu trắng mất đi mục tiêu. Anh hít sâu sau đó cũng nhanh chóng bịt mũi và miệng lại. Làn khói trắng này có thành phần thuốc tê, có thể làm người ta mất đi khả năng cử động trong thời gian ngắn. Tiêu Chính Văn cau mày, đợi khói trắng tản bớt đi thì ba gia chủ kia đã mất tăm hơi. Chạy rồi. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, sát khí trên người cũng giảm xuống. Anh khuỵu một gối xuống phun ra vài ngụm máu, sau đó thở hổn hển. Khí thế trên người Tiêu Chính Văn cũng từ cảnh giới thiên vương rơi xuống cảnh giới bán bộ thiên vương. Lúc nãy anh vẫn chưa đột phá cảnh giới hoàn toàn, chỉ là mượn trợ sức của thời cơ đột phá để cứng rắn thăng cấp sức mạnh đến ngưỡng cửa của cảnh giới thiên vương. Nói đúng hơn là tình trạng hiện giờ của Tiêu Chính Văn không ổn lắm. Thực lực đang ở ngưỡng cửa giữa bán bộ thiên vương và cảnh giới thiên vương. Cộng thêm vừa nãy anh ép buộc mình đánh với bán bộ thiên vương nên cũng gây ra không ít vết thương cho cơ thể. Do đó, cảnh giới sức mạnh hiện giờ của Tiêu Chính Văn không ổn định. Hơi thở có lúc sẽ xuống mức chủ soái địa cấp 3 sao, có lúc tăng lại lên cảnh giới bán bộ thiên vương, Tiêu Chính Văn chịu đựng cơn đau ôm ngực đứng dậy, quay lại đình Phục Long trong cơn mưa xối xả. Nhìn Long Lân nằm trong vũng máu, anh ngồi xổm xuống vuốt mắt cho anh ta. Sau đó Tiêu Chính Văn cứ thế đứng dưới mưa vài phút. Long Lân đã chết trong chiến trận. Anh nhất định sẽ bắt bốn gia tộc lớn phải trả mối thù này. Sau đó Tiêu Chính Văn cõng Long Lân trên lưng dọc theo đường núi từng bước đi về phía xa. Còn Viên Thiên Kiệt ở một bên cả người đầy máu nhìn mây đen dày đặc và sấm chớp trên bầu trời. Ông ta liên tục rên rỉ, cơ thể cũng không ngừng co giật, sau đó dần dần mất đi sức sống. Một lát sau, hai bóng người mặc áo choàng đen, sau lưng có huy hiệu kim tự tháp màu vàng xuất hiện ở Phục Long Cốc. Hai người đứng bên cạnh Viên Thiên Kiệt nhìn ông ta giờ đã trở thành xác chết. Một người trong đó không nghe ra được cảm xúc từ giọng nói mà chỉ thờ ơ nói, tại sao không ra tay giúp cậu ấy. Một người khác nói, chỉ có ở trong cảnh giới tuyệt đối, nó mới có thể trưởng thành. Thời gian cho chúng ta và nó không còn nhiều nữa, chiến trường ngoài vùng cần nhiều cường giả hơn. Cậu ấy là cháu ruột của ông nỡ để cậu ấy đi vào chiến trường ngoài vùng sao? Người đó có dáng người mảnh khảnh hỏi ngược lại. Đây là số mệnh của nó, cũng là số mệnh của nhà họ Tiêu tôi. Chỉ có đứng ở vị trí cao nhất mới có thể trở thành cường giả thật sự. Hoa quốc mới có thể không sợ bất kỳ thách thức nào nữa. Một bóng người khác lạnh nhạt nói, người đó ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Tiêu Chính Văn đã đi xuống núi ở phía đằng xa. Chương 879, Viên Hỗn Thiên. Lúc này cả Giang Trung đều chìm trong màn mưa xối xả. Trên bầu trời, đám mây đen kịt khiến người người sợ hãi. Trong sảnh chính của biệt thự, Khương Vi Nhan lo lắng đi tới đi lui. Biệt thự bây giờ được canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt đều đang ở trong sảnh chính của biệt thự, bảo vệ bên cạnh Khương Vi Nhan. Hàng trăm cường giả của Điện Thần Long đều đang bảo vệ sự an nguy bên ngoài biệt thự. Làm sao đây, Tiêu Chính Văn còn chưa quay về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Khương Vi Nhan lo lắng hỏi. Sắc mặt Long Ngao nặng nề, nói, Long Mẫu, mong cô chớ lo. Tôi tin Long Vương sẽ không có chuyện gì đâu. Có Long Lân bên cạnh, cho dù có xảy ra chuyện anh ấy cũng sẽ thông báo cho chúng ta biết đầu tiên. Nhưng mà... Khương Vi Nhan rất sốt ruột, từ lúc mới bắt đầu, lòng cô đã luôn gợn sóng. Cùng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có người cao giọng nói, Long Vương đã trở về. Long Vương về rồi. Khương Vi Nhan liền lao ra ngoài. Long Ngao và mấy người còn lại lập tức đi theo sau. Trong màn mưa, trời đất mịt mờ toàn thân Tiêu Chính Văn đẫm máu, đang cõng Long Lân bước từng bước từ xa đi tới. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến nước thắm máu bắn tung tóe.
Cường giả xung quanh của Điện Thần Long ai nấy đều mặc quần áo đen kịt bước ra từ trong màn đêm, thần sắc trang nghiêm, vô cùng nghiêm túc dõi theo Tiêu Chính Văn bước dưới mưa bước vào biệt thự. Khoảnh khắc đó, bầu trời lóe lên tia chớp, lóe sáng cả biệt thự. Tất cả mọi người đều chịu nặng một niềm xúc động. Bởi vì bọn họ đều nhận ra, Long Lân được Tiêu Chính Văn cõng trên lưng đã không còn cơ hội sống sót. Hai tay Long Lân gãy nát, vết thương đẫm máu trên cơ thể bị nước mưa cuốn trôi. Hai mắt Tiêu Chính Văn dán chặt vào đám người Khương Vi Nhan đang đợi ở nơi xa. Đám người Long Ngao bất chấp mưa lớn xông ra ngoài, đưa Long Lân đã lạnh cóng từ trên vai Tiêu Chính Văn xuống. Lúc ấy, ba vị Long Tôn đều rất chấn động, ánh mắt tràn đầy sự đau buồn. Cũng vào lúc đó, tất cả cường giả của Điện Thần Long xung quanh đều quỳ xuống, đưa tay đặt lên ngực lớn tiếng nói, văn, 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 văn. Thanh thế lẫy lừng, chấn động cả đất trời. Một chữ tuy đơn giản, nhưng là sự tôn kính cao nhất của bọn họ đối với sự hy sinh của Long Lân. Một chữ này mang theo ma lực ngút trời. Sống vì Điện Thần Long, chết vì Điện Thần Long. Cho dù có chết cũng phải chết vì Điện Thần Long, chết vì Long Vương. Đó là lời thề của bọn họ khi gia nhập Điện Thần Long. Nó đã ăn sâu vào máu thịt và linh hồn của bọn họ. Lúc này, trời đất cũng mang theo nỗi bi thương. Mưa tầm tã không ngừng. Bỗng nhiên, trước mắt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, cả người ngã gục xuống đất. Long Vương. Chính Văn. Trong chớp mắt, Khương Vi Nhan lao vào màn mưa, ôm Tiêu Chính Văn lên, gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi hét lên, chồng ơi, chồng. Tiêu Chính Văn nằm trong vòng tay của Khương Vi Nhan, miệng anh đầy máu, nói, Vi Nhan, anh về rồi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn liền rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cả biệt thự đều chìm trong nỗi bất an. Long Ngao ra quyết định dứt khoát, phẫn nộ nói, lập tức tập hợp tất cả cường giả của Điện Thần Long bao vây cả Giang Trung. Không được để bất kỳ cường giả nào đặt chân vào Giang Trung. Thông báo cho tư lệnh Ôn của Sở Chỉ huy quân đội Giang Trung, điều động ngay binh lính của Sở Chỉ huy quân đội Giang Trung bảo vệ nghiêm ngặt Giang Trung. Ngoài ra, thông báo tới 8 vị Long tướng của Bắc Lương rằng vua Bắc Lương bị thương nặng đang hôn mê. 300.000 quân Bắc Lương sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng cho Giang Trung. Thông báo cho tứ lão Long Các, Long Vương đã bị thương nặng. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Một lúc sau, tại sở chỉ huy quân đội Giang Trung, sau khi Ôn Bất Lâm nhận lệnh thì vô cùng chấn động, nói cái gì? Vua Bắc Lương bị thương hôn mê rồi sao? Thuộc hạ lập tức điều động quân đội canh giữ Giang Trung. Trong chốc lát, 50.000 binh lính của Giang Trung nghe lệnh hành động, tất cả sẵn sàng đợi lệnh, canh giữ nghiêm ngặt 6 cổng chính của Giang Trung. Đồng thời, cường giả của Điện Thần Long trong và ngoài Hoa Quốc cũng đã nhận được lệnh, trở về Giang Trung ngay lập tức. Tất cả cường giả của Điện Thần Long đều bí mật tiến vào Giang Trung, bảo vệ biệt thự trong bán kính 10 dặm. Lúc này Giang Trung được phong tỏa nghiêm ngặt. Mọi lối ra đều bắt buộc phải có thủ tục liên quan. Mà tại Bắc Lương, Long Nhất nhận được tin cũng rất sững sờ. Cái gì, Long Vương bị thương nặng đang hôn mê ư? Long Nhất hét lên, đấm mạnh lên mặt bàn, tức giận nói, nhà họ Viên đáng chết. 4 gia tộc lớn đáng chết, mau truyền lệnh của bản tướng, 300.000 binh lính Bắc Lương bày thế sẵn sàng chờ địch. Chẳng mấy chốc, 300.000 binh lính Bắc Lương nghe lệnh hành động, tất cả đều sẵn sàng đợi lệnh. Cùng lúc đó, ở Long Các. Sau khi 4 vị các lão nhận được tin tức này, cũng cực kỳ kinh hoàng. Cái gì, Tiêu Chính Văn bị thương nặng vẫn chưa tỉnh lại ư? Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Hán Quốc vô cùng lo lắng và kinh hãi hỏi. Long Ngao đầu bên kia điện thoại nói, ông Tần, lần này Long Vương nhận lời mời của gia chủ nhà họ Viên là Viên Thiên Kiệt, tới Phục Long Cốc. Dựa theo những gì tình báo của chúng tôi thu thập được, Viên Thiên Kiệt đã tập hợp gia chủ của 4 gia tộc lớn, tức là 4 vị bán bộ thiên vương, phục kích nhằm giết chết Long Vương. Nhà họ Viên, 4 gia tộc lớn. Tần Hán Quốc nghe xong, nhíu chặt mày nói, tôi biết rồi. Dứt lời,
Tần Hán Quốc cúp điện thoại, nhìn Giang Vạn Long với sắc mặt nặng nề nói, là nhà họ Viên cấu kết với gia chủ của ba gia tộc lớn khác để công kích Tiêu Chính Văn. Bốn gia tộc lớn liên thủ với nhau sao? Bốn kẻ đó đều là cường giả bán bộ thiên vương, còn Tiêu Chính Văn mới đạt cảnh giới bán bộ thiên vương chưa lâu, cậu ấy lại có thể sống sót được dưới sự bao vây ám sát của bọn họ. Giang Vạn Long hoảng sợ, trong lòng dấy lên làn sóng dữ dội. Thằng nhóc này phải mạnh thế nào mới có thể làm dung chuyển được bốn vị bán bộ thiên vương, còn có thể sống sót trở về. Người đâu, mau chóng điều tra động tĩnh của bốn gia tộc lớn. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Giang Vạn Long giận dữ nói. Vâng. Một vị tướng quân lên tiếng. Không lâu sau, vị tướng quân đó vội vàng xông vào phòng họp, cầm tài liệu trên tay nói, báo cáo ông Giang. Theo tình báo mới nhất cho thấy bốn gia tộc lớn đã có những hành vi kỳ lạ. Bọn họ tập hợp tất cả người trong gia tộc từ nước ngoài trở về. Đặc biệt là nhà họ Viên, có hành động kỳ lạ nhất. Dường như cái gì, nói. Giang Vạn Long quát lên. Có vẻ như là rắn mất đầu, nội bộ nhà họ Viên đã mở cuộc họp khẩn, đang bàn bạc việc chọn gia chủ mới. Ngay cả Viên Hỗn Thiên, một trong năm vị tổ tông của nhà họ Viên, đã bế quan cũng ra mặt. Vị tướng quân đó nhìn tập tình báo trong tay nói. Nghe xong, Giang Vạn Long sa sầm mặt mày, kinh ngạc nói, cái gì? Nhà họ Viên đang bàn bạc để chọn lựa gia chủ mới ư? Lão già Viên Hỗn Thiên đó cũng xuất đầu lộ diện rồi à? Sao có thể như vậy chứ? Không chỉ Giang Vạn Long kinh ngạc, mà đám người Tần Hán Quốc cũng vậy. Lúc này, điện thoại của Tần Hán Quốc vang lên, ông ấy nghe máy, người gọi điện thoại đến là Long Ngao. Ông Tấn, tôi muốn thông báo với Mông một chuyện khác, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Viên Thiên Kiệt ở Phục Long Cốc. Dầm! Câu nói này đã khiến Tần Hán Quốc chấn động. Viên Thiên Kiệt chết rồi ư? Dấu lớn bán bộ thiên vương chết ở Phúc Long Cốc. Nhà họ Viên như rắn mất đầu. Chương 880, cuộc họp của nhà họ Viên. Sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt Giang Vạn Long u ám, đi đi lại lại trong phòng họp. Cuối cùng ông ấy xoay người nghiêm giọng nói với tướng quân đó, lập tức truyền lệnh của Long Các, điều động 50.000 cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt bên ngoài bốn gia tộc lớn. Phải nhớ không được xảy ra mâu thuẫn gì với họ, giám sát nghiêm mật động tính khác thường của bốn gia tộc lớn, dù có bất kỳ hành động gì cũng phải báo lại ngay. Vâng, thưa ông Giang. Tướng quân đó đáp, sau đó tức tốc đi thông báo cho cấp dưới. Mà bên này, Tần Hán Quốc cũng sa sầm mặt mày nói, ông Giang, giờ chúng ta làm sao đây? Bốn gia tộc lớn có biến động, Viên Thiên Kiệt chết rồi, nhà họ Viên chắc sẽ tức giận mà trả thù nhỉ. Cái thằng nhóc Tiêu Chính Văn này thế mà lại có khả năng giết được Viên Thiên Kiệt, đúng là không thể tin được. Phải, nói thế nào thì Viên Thiên Kiệt cũng là cường giả bán bộ thiên vương. Tiêu Chính Văn lại có thể giết Viên Thiên Kiệt, rút lui an toàn trong vòng vây của bốn bán bộ thiên vương, quả thật khó mà tin được. Bành Chấn Quốc cũng gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù thế nào, bây giờ chúng ta nhất định phải hết sức để ý đến hành động của bốn gia tộc lớn. Nhất là nhà họ Viên đã mất đi một bán bộ thiên vương, chắc chắn họ sẽ nghĩ cách trả thù Tiêu Chính Văn, báo thù Bắc Lương. Đặc biệt là bây giờ, Viên Hỗn Thiên, một trong cụ tổ của nhà họ Viên, đã xuất quan, đây mới là sự kiện lớn. Sắc mặt Giang Vạn Long rất khó coi. Viên Hỗn Thiên là một trong năm cụ tổ của nhà họ Viên, thực lực đã là bán bộ thiên vương vào 10 năm trước. Tính đến giờ, cụ ta đã bế quan nhiều năm, rất có thể đã lên đến cảnh giới thiên vương thực thụ. Hơn nữa, Viên Hỗn Thiên là người tàn nhẫn nhất trong năm cụ tổ của nhà họ Viên. Năm đó cũng được xem là người hô mưa gọi gió, rất có danh tiếng ở Hoa Quốc. Hiện giờ Viên Hỗn Thiên đã xuất quan, chắc chắn báo hiệu hành động tiếp theo của nhà họ Viên sẽ thay đổi vô cùng khắc nghiệt. Đúng thế, chúng ta không thể không đề phòng Viên Hỗn Thiên này. Năm đó một mình ông ta có thể giết chết ba cường giả nước ngoài cảnh giới chủ soái, còn được tứ đại thiên tử khen thưởng, người này không chỉ tàn nhẫn mà suy nghĩ cũng rất kín đáo. Tần Hán Quốc nói, sắc mặt rất nghiêm trọng. Trước tiên chúng ta cứ báo chuyện này với thiên tử. Giang Vạn Long nói, sau đó vội vàng dẫn ba các lão cùng đến thiên tử các.
trong Thiên Tử Các. Sau khi nhận được tin, Thiên Tử không có vẻ gì là ngạc nhiên và tức giận, mà chỉ thờ ơ nói với mấy người Giang Vạn Long, tôi đã biết rồi, một mình Tiêu Chính Văn đánh với bốn bán bộ thiên vương, còn giết cả Viên Thiên Kiệt, đúng là không ngờ được. Nếu tôi đoán không sai thì bây giờ hẳn là Tiêu Chính Văn đã đạt đến ngưỡng cửa của cảnh giới thiên vương rồi. Cái gì? Cảnh giới thiên vương? Thiên Tử, ông nói Tiêu Chính Văn đã tiến đến cảnh giới thiên vương sao? Nghe thế, mấy người Giang Vạn Long và Tần Hán Quốc đều kinh ngạc và vui mừng. Thiên Tử gật đầu nói, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, dù sao có thể sống sót trong vòng vây của bốn bán bộ thiên vương nổi tiếng đã lâu, hơn nữa còn giết chết một bán bộ thiên vương, chỉ có cường giả cảnh giới thiên vương mới có thể làm được chuyện này. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới trở thành cường giả cảnh giới thiên vương thật sự thì số người chết hiện giờ hẳn là 4 chứ không phải 1, thế nên tôi cũng khó đoán rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã đột phá cảnh giới thiên vương hay chưa. Nghe Thiên Tử nói thế, mọi người đều rơi vào trầm tư, cảm xúc hỗn loạn. Nếu Tiêu Chính Văn đột phá cảnh giới thiên vương, có nghĩa là chiến khu Hoa Quốc có thêm một cường giả tối cao cảnh giới thiên vương. Cường giả như thế đủ để thống lĩnh 5 chiến khu lớn, trở thành đại nguyên soái thế hệ mới. Cường giả như thế chắc chắn có thể dẫn dắt Hoa Quốc bước vào thời đại huy hoàng. Thế Thiên Tử, bây giờ chúng ta phải làm sao? 4 gia tộc lớn đã có động tĩnh, nhất là cụ tổ Viên Hỗn Thiên của nhà họ Viên đã xuất quan, chúng ta không thể không suy xét đến tình hình sau đó. Tần Hán Quốc nói. Nghe ông ấy nói, Thiên Tử chắp tay ra sau lưng. Sắc mặt u ám đáp, Viên Hỗn Thiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ta chắc là người ở thời của Tứ Đại Thiên Tử nhỉ? Đúng vậy, năm đó Viên Hỗn Thiên từng được Tứ Đại Thiên Tử khen thưởng. Giang Vạn Long nói. Thiên Tử gật đầu, trầm tư một lát rồi nói, như vậy đi, tôi sẽ đích thân hạ chiếu thư lệnh cho nhà họ Viên không thể ra tay với Tiêu Chính Văn trong vòng 3 tháng. Nhưng tôi cũng chỉ có thể giới hạn 3 tháng cho nhà họ Viên thôi. Sau 3 tháng chắc chắn ân oán của Tiêu Chính Văn và nhà họ Viên cần họ tự đi giải quyết. 3 tháng, thời gian có ngắn quá không? Giang Vạn Long nhíu mày. Thiên Tử lắc đầu nói, tôi đã cố gắng hết mức có thể rồi. Nhà họ Viên và 3 gia tộc lớn còn lại không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Con thú bị nhốt lâu ngày cũng hóa cuồng, huống gì nếu 4 gia tộc lớn liên minh lại với nhau cũng đủ để lật ngược sự phát triển ổn định hiện giờ của Hoa Quốc. Thế nên đôi lúc tôi cũng rất khó quyết định. Nghe thế, 4 các lão đều lặng im không nói nữa. Cùng lúc đó, Sơn Trang nhà họ Viên. Lúc này mấy chục người cốt cán của nhà họ Viên ngồi trong sảnh lớn rộng rãi của nhà họ Viên. Những người này đều là người đứng đầu mới được của nhà họ Viên chọn ra để phụ trách các công việc. Mà lúc này vị trí gia chủ vốn dĩ của Viên Thiên Kiệt lại đổi thành một ông lão gương mặt hồng hào. Sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén. Người này chính là Viên Hỗn Thiên, một trong 5 cụ tổ của nhà họ Viên, cụ tổ Hỗn Thiên. Lúc này mấy chục người cốt cán của nhà họ Viên ngồi bên dưới đều đứng lên, chắp tay lại nói, nghênh đón cụ tổ xuất quan. Viên Hỗn Thiên lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Viên bên dưới, sau đó giơ tay lên tỏ ý bảo mọi người ngồi xuống. Cụ ta nghiêm giọng nói, các vị, lần này là lần đầu tiên nhà họ Viên gặp nạn trong mấy chục năm nay. Mọi người phải đoàn kết, nhất trí đồng lòng chống lại kẻ thù. Hôm nay chỉ có 2 vấn đề cần thảo luận. Thứ nhất, đề cử một gia chủ mới cho nhà họ Viên. Thứ hai, bàn bạc biện pháp đối phó với vua Bắc Lương và Bắc Lương. Cụ ta vừa dứt lời, những người trong sảnh đều kích động và tức giận nhìn nhau. Cụ tổ. Tên vua Bắc Lương chết tiệt đó lại dám giết gia chủ nhà họ Viên chúng ta, nhà họ Viên không thể tha cho hắn. Nhân lúc hắn bị thương nặng, chúng ta điều động cao thủ nhà họ Viên và 30.000 quân hộ vệ bao vây Giang Trung. Đúng vậy, bây giờ Tiêu Chính Văn đang bị thương nặng, cả Giang Trung đang được canh gác nghiêm mật, đây là cơ hội ngàn năm có một của nhà họ Viên. Lần này nhất định phải phanh thây hắn ra để báo thù cho ông Năm, cho gia chủ. Thằng danh Tiêu Chính Văn không đội trời chung với chúng ta. Nghe mọi người tức giận nói thế, Viên Hỗn Thiên giơ tay lên bảo mọi người yên lặng, sau đó lạnh lùng nói, tôi chỉ cần nhấc tay lên là có thể giết được tên Tiêu Chính Văn đó, nhưng giết hắn rồi chắc chắn sẽ khiến 300.000 quân Phá Long phản ứng mạnh,
còn khó giải thích với bên Thiên Tử và Long Các. Thế nên chúng ta phải nghĩ ra biện pháp toàn diện, chưa đến bước đường cùng thì nhà họ Viên không thể quay lưng lại với Long Các và Thiên Tử. Nghe thế, mọi người đều im lặng không nói nữa. Mà lúc này một người cốt cán của nhà họ Viên đứng lên nói, cụ tổ, tôi đề nghị đưa ra lời thách đấu với Tiêu Chính Văn, tổ chức một võ đài sinh tử, sau đó livestream cho cả nước xem, như thế danh chính ngôn thuận đánh hắn. Nếu trong lúc thách đấu, cụ tổ đánh chết hắn thì tôi nghĩ đại quân 300.000 người của Bắc Lương, Long Các và Thiên Tử cũng sẽ không nói được gì. Hơn nữa còn có thể nâng cao uy nghiêm của nhà họ Viên, nói cho người toàn thế giới biết nhà họ Viên mới là bá chủ ở Hoa Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.